Khen Phật oai đức và giải thoát, nói Phật tự tại vô số lượng, hiển bày Phật lực và thần thông, do đây được thành quang minh này. Lại khen ngợi oai đức và đạo giải thoát vi diệu của chư Phật, giọng nói tự tại thần lực và đạo giải thoát vô thượng của chư Phật đều là vô lượng vô biên. Ở trong quang minh lại hiển bày đủ thứ phương tiện và đủ thứ thần thông diệu dụng, bởi nhân duyên đó nên được thành quang minh Phật huệ. Lại phóng quang minh tên vô úy, quang đó chiếu đến kẻ sợ hãi, kẻ ác cầm giữ các độc hại, hết thảy đều khiến sớm tiêu trừ. Lại phóng ra đại quang minh tên là vô úy, quang minh đó hay chiếu đến chúng sinh sợ hãi, khiến cho họ chẳng có các độc hại. Quang minh đó hay làm cho kẻ ác chẳng có nhân tánh hại người, cầm vũ khí giết người hoặc thuốc độc hại người, đều sớm tiêu trừ sạch. Nơi các chúng sinh thí vô úy, gặp kẻ não hại khuyên dừng lại, cứu người hiểm nạn cô bần cùng, do đây được thành quang minh này. Hay khiến chúng sinh rộng bố thí pháp vô úy, gặp kẻ muốn não loạn thương hại chúng sinh thì khuyên họ dừng lại hành vi đó, phải cứu giúp người cô độc nguy hiểm khốn khổ bần cùng, bởi nhân duyên đó mà được thành tựu quang minh vô úy. Lại phóng quang minh tên an ổn, quang đó chiếu đến kẻ bệnh tật, khiến trừ tất cả các thống khổ, đều được vui chánh định tam muội. Lại phóng ra đại quang minh tên là an ổn, quang minh đó hay chiếu phá tất cả bệnh tật của chúng sinh, khiến cho họ tiêu trừ tất cả thống khổ, đều đã được an vui chánh định chánh thọ. Thí dùng thuốc hay cứu các bệnh, rượu báu sống lâu hương thoa thân, dầu tô sữa mật làm ăn uống, do đây được thành quang minh này. Nếu như hay bố thí đủ thứ thuốc hay để cứu đủ thứ chứng bệnh, theo bệnh cho thuốc giải trừ thống khổ, tức là rượu báu có thể sống lâu, hoặc dùng hương thoa thân, hoặc dùng dầu tô thắp đèn, hoặc dùng sữa mật làm thức ăn uống, như thế mới đắc được quang minh an ổn. Bệnh tật của chúng sinh tức là tham sân si mạn nghi, năm tứ bệnh nhiệt độc, dùng thuốc pháp bốn đế, 12 nhân duyên 6 độ để đối trị thì chắc chắn thuốc đến sẽ lành bệnh, do đó theo bệnh cho thuốc. Ví như chứng bệnh nhiệt thì phải uống thuốc có tánh mát mẻ, chứng bệnh hàn thì phải uống thuốc có tánh nhiệt. Lại phóng quang minh tên thấy Phật, quang đó giác ngộ kẻ sắp chết, khiến họ nhớ niệm thấy Như Lai, mạng chung được sinh về tịnh độ. Lại phóng ra đại quang minh tên là thấy Phật, ở trong quang minh thấy được mười phương tất cả chư Phật. Quang minh đó hay giác ngộ chúng sinh sắp chết, khiến cho họ tùy thời nhớ niệm Phật A-di-đà để niệm danh hiệu Phật. Chỉ cần nhất tâm bất loạn, niệm 10 tiếng danh hiệu Phật thì có thể vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thấy người lâm chung khuyên niệm Phật, lại bày thánh tượng khiến chiêm kính, khiến nơi chỗ Phật sâu quy ngưỡng, do đây được thành quang minh này. Nếu thấy người lúc lâm chung thì khuyên họ niệm Phật, khiến cho họ có thể vãng sinh về cõi nước thanh tịnh. Tại sao hiện tại chúng ta phải niệm Phật? Tức là huấn luyện lúc lâm chung còn nhớ mà niệm Phật mới có thể vãng sinh về thế giới Cực Lạc hoặc thế giới phương Đông. Có người nói, vậy bình thường chúng ta không cần niệm Phật, đợi đến lúc lâm chung thì hãy niệm Phật không được chăng? Không thể được, vì bình thường không thắp hương, lúc chết ôm chân Phật thì đã quá muộn màng. Vì con người vào giờ phút cuối cùng hay hoang mang lo âu sợ sệt hoặc lưu luyến con cái thì sẽ quên niệm Phật. Cho nên lúc bình thường hãy niệm Phật cho nhiều, khiến cho tâm thanh tịnh, phiền não quét sạch, tất cả buông xả, chẳng chấp trước thứ gì. Thì đến lúc lâm chung, tâm tịnh không phiền não, một lòng một dạ cầu sinh Tây Phương, thì chắc chắn sẽ được Tây Phương Tam Thánh cầm đài sen vàng đến tiếp dẫn. Con người lúc lâm chung thì thần trí không tịnh, không thể niệm Phật, hoặc thỉnh chư tăng đến trợ niệm, hoặc thỉnh thiện tri thức đến trợ niệm, hoặc thỉnh bạn bè đến trợ niệm. Như thế sẽ khiến cho người lâm chung sinh tâm bồ đề, trong một niệm hoạch được vô lượng công dụng, có công đức không thể nghĩ bàn. Hoặc trong phòng bệnh nhân bày thánh tượng Phật A-di-đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Thế Chí, khiến cho người lâm chung chiêm ngưỡng cung kính, thì khi mạng chung cũng sẽ sinh về Tây Phương tịnh độ, khiến cho bệnh nhân đến chỗ Phật để quy y Phật, cung kính lễ bái, tu hành như thế, thì sẽ đắc được quang minh thấy Phật. Lại phóng quang minh tên lạc pháp, quang đó giác ngộ tất cả chúng, khiến nơi chánh pháp thường an lạc, lắng nghe dễ nói và biên chép. Lại phóng ra đại quang minh tên là lạc pháp, quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh,
khiến cho người nghe chánh pháp thường sinh tâm hoan hỷ, đắc được cảnh giới vui thiền định làm thức ăn, niềm vui của pháp tràn đầy. Quang minh đó lại khiến cho chúng sinh hoan hỷ Phật pháp. Bất cứ ở đâu có người giảng kinh thuyết pháp thì đều đến tham gia. Phải biết nghe kinh có lợi ích diệu không thể tả. Sau khi nghe rồi thì phải diễn nói hoặc biên chép. Lúc pháp sắp diện hay diễn nói, khiến người cầu pháp ý dụng mãn, nơi pháp ưa thích siêng tu hành, do đây được thành quang minh này. Vào thời đại mạt pháp nên đem chánh pháp đã được nghe diễn nói cho chúng sinh nghe, hoặc biên chép cho chúng sinh xem, khiến cho chúng sinh thấy nghe để đắc được pháp ích mãn ý. Đối nơi pháp sinh tâm ưa thích thì sẽ siêng năng tu hành. Tu hành thì phải quán triệt thủy chung, không thể một ngày nóng 10 ngày lạnh. Tu hành như thế thì chẳng đắc được lợi ích. Vì muốn nghe pháp diễn nói, tu hành biên chép ấn tống vân vân nên đắc được quang minh pháp lạc. Lại phóng quang minh tên diệu âm, quang đó khai ngộ các Bồ Tát, hay khiến tất cả tiếng ba cõi người nghe đều là tiếng Như Lai. Lại phóng ra đại quang minh tên là diệu âm, tất cả âm thanh thế gian đều biến thành diệu âm. Vào đời Tống, Tổ Đồng Phà đã từng nói: kê thanh tận thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. Tiếng suối nước chảy đều là đang diễn nói diệu âm, núi xanh tất cả màu sắc đều là diệu thân thanh tịnh. Quang minh đó hay khiến cho tất cả Bồ Tát khai ngộ. Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề thấy được quang minh này thì sẽ đắc được trí huệ biện tải vô ngại. Quang minh này lại khiến cho hết thảy tất cả tiếng của ba cõi, khiến cho chúng sinh nghe được đều là diệu âm của Như Lai. Dùng âm thanh lớn khen ngợi Phật và thí linh chuông các âm nhạc, khắp khiến thế gian nghe tiếng Phật, do đây được thành quang minh này. Khi Bồ Tát tại nhân địa tu hành 6 độ vạn hạnh thì thường dùng âm thanh lớn để khen ngợi công đức của 10 phương ba đời tất cả chư Phật và bố thí linh báu chuông báu cùng tất cả âm nhạc, khiến cho khắp tất cả chúng sinh thế gian nghe được diệu âm của Phật do đủ thứ hạnh môn tu hành tại nhân địa mà đắc được quang minh diệu âm này. Lại phóng quang tên thí cam lồ, quang đó khai ngộ tất cả chúng, khiến xả tất cả hạnh phóng dật tu tập đầy đủ các công đức. Lại phóng ra đại quang minh tên là thí cam lồ, quang minh đó hay khai ngộ tất cả chúng sinh, hay giải trừ đói khát và phiền não. Lại hay xả lìa tất cả hành vi phóng dật, chẳng giữ quy củ mà y giáo phụng hành. Không phóng dật thì tinh tấn thì tu tập đầy đủ tất cả công đức. Người tu đạo không thể theo tham sân si đi làm việc điên đảo, nhất định phải tinh tấn dũng mãnh tiến về trước. Nói pháp hữu vi chẳng an ổn, vô lượng khổ não đều dẫy đầy, luôn thích khen ngợi vui vắng lặng, do đây được thành quang minh này. Vì chúng sinh dễ nói pháp hữu vi, nói đây chẳng phải là pháp an ổn. Tại sao? Vì pháp này là hư vọng không thật, ví như công danh phú quý đều là tạm thời, giống như hoa ở trong gương, trang ở dưới nước, để hư vọng chẳng chân thật. Đừng bị công danh phú quý hư vọng làm lay động. Hãy nhận thức tất cả hết thảy đều là vô thường, khổ không vô ngã. Hết thảy pháp hữu vi đều có vô lượng khổ não. Lớn là quốc gia, nhỏ là gia đình cũng đều có khổ não. Ai ai cũng đều có khổ não. Ví như làm quan thì có khổ não làm quan, buôn bán thì có khổ não về buôn bán, đi học thì có khổ não về đi học. Tóm lại chẳng có ai mà chẳng có khổ não, cho nên vô lượng khổ não đều đầy rẫy. Phải luôn an vui mà hoan hỷ, khen ngợi pháp vắng lặng là vui, đó tức là niềm vui thiền định, chẳng phải nhân gian tìm được, cũng chẳng cách gì hình dung được. Vì khen ngợi tán thán vui vắng lặng, cho nên đắc được quang minh thí cam lồ. Lại phóng quang minh tên tối thắng, quang đó khai ngộ tất cả chúng, khiến ở chỗ Phật khắp nghe được giới định trí huệ pháp tăng thượng. Lại phóng ra đại quang minh tên là tối thắng, quang minh đó hay khai ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh có tâm tham sẽ sinh tâm bố thí, có tâm sân sẽ sinh tâm tử bi, khiến cho chúng sinh có tâm si sẽ sinh trí huệ. Quang minh đó hay biến đổi tư tưởng của chúng sinh, khiến cho tham thì chẳng tham, sân thì chẳng sân, si thì chẳng si, tất cả đều bỏ mê về với giác ngộ, cải ác làm lành. Có công dụng như thế, khiến cho chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, ở trong đạo tràng của Phật, khắp nghe tất cả các pháp, tu tập giới định huệ, ba học vô lậu, đó là pháp tăng thượng hay tăng trưởng căn lành. Luôn thích khen ngợi tất cả Phật, tháng giới, tháng định, huệ, thủ thắng,
Như vậy vì cầu đạo vô thượng, do đây được thành quang minh này, phải luôn luôn ưa thích khen ngợi tán thán ba lậu vô học thủ thắng của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Giới là gì? Tức là ngừa ác phòng quấy, không làm các điều ác, siêng làm các điều thiện. Định là gì? Tức là tâm chẳng động, như như chẳng động, sáng suốt rõ ràng, chẳng bị cảnh vật bên ngoài làm dao động, nhận thức tự tánh vốn có. Huệ là gì? Tức là trí huệ bát nhã, phân biệt thiện ác, biện rõ thị phi, chẳng bị điên đảo mê hoặc, chẳng bị cảnh giới lay chuyển. Tóm lại, chẳng làm việc hồ đồ, toàn làm chuyện sáng suốt. Đó tức là phương pháp cầu đạo vô thượng, do nhân duyên đó mà đắc được quang minh tối thắng. Lại phóng quang minh tên Bảo Nghiêm, quang đó khai ngộ tất cả chúng, khiến được bảo tạng vô cùng tận, dùng để cúng dường các Như Lai. Lại phóng ra đại quang minh tên là Bảo Nghiêm, quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ đắc được bảo tạng chẳng cùng tận, bèn dùng bảo tạng đó để cúng dường các Như Lai. Do đó có câu: đời này phú quý là nhân gì, đời trước đem tiền làm Phật vàng. Đời này nghèo cùng là nhân gì, đời trước chẳng chịu cứu người nghèo. Đời này xinh đẹp là nhân gì, đời trước mua hương đèn cúng Phật. Đời này xấu xí là nhân gì, đời trước thân nhơ ở trước Phật. Đời này ngu si là nhân gì, đời trước gian xảo khi người lành. Đời này trí huệ là nhân gì, đời trước ấn tống các kinh Phật. Đây đều là báo ứng và chiêu cảm của tiền nhân hậu quả. Bây giờ nói về một câu chuyện bòn sẻn thành tánh nết. Thuở xưa có một ông phú hộ, một xu cũng chẳng chịu bố thí, rất bòn sẻn đối với mọi người. Ông ta có bốn người con. Vì ông ta thương yêu tài, cho nên thằng con lớn ông đặt tên là Vàng, thằng con thứ hai tên là Bạc, thằng thứ ba tên là Đá Quý, thằng thứ tư tên là Nghiệp Chướng. Ba người con đều đậu đại học, ông anh cả đậu bằng tiến sĩ, ông thứ hai đậu thạc sĩ, ông thứ ba đậu bằng học sĩ, đều kết hôn sinh con đẻ cái, sự nghiệp đều thành tựu vẻ vang. Chỉ có đứa em út chỉ học đến tiểu học, chẳng kết hôn, chẳng có chức nghiệp. Tại sao? Vì bố anh ta chẳng thích anh ta, do đó chịu đủ thứ thiệt thòi. Song anh ta rất có hiếu, rất nghe lời của cha. Còn ba ông anh tuy là có học vấn nhưng chẳng nghe lời bố. Ông đó tuổi già nhiều bệnh thì tự biết rằng bệnh đã đến lúc nguy kịch, chẳng còn hy vọng gì nữa. Cảm thấy một mình đi xuống âm phủ thì quá cô đơn, muốn đem theo một đứa con đi làm bạn cho vui. Do đó bèn kêu thằng anh cả đến để thương lượng. Vàng con, chúng ta, cha con có cảm tình rất mật thiết, con có thể cùng đi theo cha không? Thằng anh cả nghe rồi thì sừng sốt, chẳng nể nang gì, nói: cha chết chẳng có quan hệ gì đến con chưa hưởng thụ xong vinh hoa phú quý, con không thể nào đi được, con không đi. Đại phú ông rất thương tâm, bèn gọi thằng con thứ hai đến nói: Bạc con, cha sắp chết, con có thể cùng đi với cha chăng? Không ngờ thằng Bạc trừng mắt nói: cha thật là hồ đồ, con tuổi còn trẻ như thế này mà làm sao đi theo chết với cha chứ? Con muốn sống một cuộc sống sung sướng, con không đi với cha. Đại phú ông buồn rầu thảm não, chẳng cách gì hơn. Còn thằng con thứ ba mà ông cũng rất thương nó, muốn thương lượng thử nó có chịu đi với mình chăng. Do đó bèn kêu thằng con thứ ba đến và nói: Đá Quý con là đứa con mà ba thương nhất, học về kinh tế học, có thể nào con cùng đi với ba xuống âm phủ làm cố vấn kinh tế cho ba không? Thằng con thứ ba nghe kinh hồn thất xác nói: bà không thể được đâu, tuy con học về kinh tế nhưng sở học còn chưa phát huy hết, con muốn ở lại thế gian học thêm nữa để tốt nghiệp tiến sĩ trở thành nhà đại tư bản của thế giới. Xin lỗi, bây giờ con không thể đi cùng với ba xuống âm phủ, tha thứ cho con tội bất hiếu. Đại phú ông quá thất vọng buồn bã vô cùng. Trong lúc đó thì đứa con thứ tư, người cha chẳng kêu đến mà anh ta quyết chí theo cha, cha ở đâu thì anh ở đó, làm theo nguyện vọng của cha. Đại phú ông lúc đó vui mừng rơi lệ nói: nghiệp chướng con, ba thật tình xin lỗi con, chẳng để cho con học đại học, cũng chẳng cho con thành gia lập nghiệp, ba đối đãi với con rất bạc bẽo, hy vọng con tha thứ tâm thiền lệch của ba. Nói xong thì tay không ra đi, chỉ có thằng nghiệp chướng theo ông ta đi. Do đó vạn thứ chẳng mang theo được, chỉ có nghiệp theo mình. Lúc người chết gì cũng chẳng mang theo đặng, chỉ có nghiệp chướng đi theo. Lúc còn sống làm nghiệp thiện thì có nghiệp thiện, lúc còn sống làm nghiệp ác thì có nghiệp ác. Vàng bạc đá quý đều chẳng đi, chỉ nghiệp chướng hoan hỉ đi theo thọ báo. Đời người trên thế gian
tất cả đều như huyễn như hóa, hư vọng không thật, cho nên tất cả đừng cho là thật. Nếu cho là thật thì càng hồ đồ, chẳng cho là thật thì càng minh bạch. Minh bạch nhiều thì hồ đồ ít, thì chẳng làm việc điên đảo mộng tưởng. Chúng ta người tu đạo thì tu cái gì? Tức là tu tâm không tham sân si. Đừng tham mà không biết chán, đừng tham vui năm dục, đừng nóng giận, tất cả đều phải nhẫn nại. Người tu hành mà không thể nhẫn nại, chẳng có công phu nhẫn nại, thì tất cả pháp môn, bất cứ tu hành đến trình độ nào cũng chẳng thành tựu, đồng thời sẽ càng biến thành ngu si. Dùng đủ thứ diệu báu vô thượng, dâng lên cúng Phật và tháp Phật, cũng bố thí cho các kẻ nghèo, do đây được thành quang minh này. Dùng tất cả thứ diệu báu vô thượng để cúng dường Phật và kiến lập tháp Phật, lại dùng tất cả châu báu bố thí cho kẻ nghèo để giúp đỡ tất cả người nghèo khổ, khiến cho họ đắc được lợi ích, do nhân duyên đó mà đắc được quang minh bảo nghiêm. Lại phóng quang minh tên hương nghiêm, quang đó giác ngộ tất cả chúng, khiến người người được tâm vui mừng, quyết định sẽ thành công đức Phật. Lại phóng ra đại quang minh tên là hương nghiêm, quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh người được hương vị đó, thì tâm sinh vui mừng, quyết định sẽ thành tựu công đức của Phật. Trời người dùng hương thơm tha đất, cúng dường tất cả đấng tối thắng, cũng tạo tháp Phật và tượng Phật, do đây được thành quang minh này. Trời người dùng hương thơm để tha đất, tại sao? Vì trang nghiêm để cúng dường tất cả đấng tối thắng, tức cũng là Phật, cũng tạo tháp báu trang nghiêm, cũng tạo tượng Phật trang nghiêm để cúng dường Phật, do nhân duyên đó, cho nên đắc được quang minh hương nghiêm. Lại phóng quang tên tạp trang nghiêm, chẳng phát lọng báu vô số lượng, đốt hương giải hoa đấu âm nhạc, thành ấp trong ngoài đều đầy rẫy. Lại phóng quang minh tên là tạp trang nghiêm, có tràng báu phan báu lọng báu, có nhiều vô lượng số. Lại đốt lên đủ thứ hương thơm, lại giải khắp đủ thứ hoa báu, lại diễn tấu đủ thứ âm nhạc để cúng dường Phật, để trang nghiêm chỗ Đức Phật. Trong thành ngoài ấp đều đầy rẫy các thứ báu nghiêm sức. Lại dùng âm kỹ nhạc vi diệu, các hương hoa đẹp tràng lộng thầy, đủ thứ trang nghiêm cúng dường Phật, do đây được thành quang minh này. Lại dùng đủ thứ âm kỹ nhạc vi diệu không thể nghĩ bàn, đủ thứ hương thơm hoa quý tràng báu lộng báu vân vân, đủ thứ sự trang nghiêm để cúng dường Phật, vì nhân duyên đó cho nên đắc được thành tựu quang minh tạp trang nghiêm. Lại phóng quang minh tên nghiêm khiết, khiến đất bằng phẳng như bàn tay, trang nghiêm tháp Phật và đạo tràng, do đây được thành quang minh này. Lại phóng đại quang minh tên là nghiêm khiết, quang minh đó chiếu soi đến đâu thì khiến cho đất nơi đó bằng phẳng như bàn tay, chẳng có chỗ nào lồi lõm, hay khiến tạo tháp báu và đạo tràng của Phật, do nhân duyên đó cho nên đắc được quang minh nghiêm khiết. Lại phóng quang minh tên đại vân, hay nổi mây thơm mưa nước thơm, dùng nước dưới tháp và chùa viện, do đây được thành quang minh này. Lại phóng đại quang minh tên là đại vân mây lớn, quang minh đó hay nổi mây thơm để mưa xuống nước thơm, dùng nước thơm để dưới lên tháp báu và chùa viện, do công đức đó mà đắc được quang minh đại vân. Lại phóng quang minh tên nghiêm cụ, khiến người lõa thể được y phục, Phật tốt nghiêm thân thí cho họ, do đây được thành quang minh này. Lại phóng đại quang minh tên là nghiêm cụ, quang minh đó hay khiến cho chúng sinh lõa thể, chẳng có quần áo mặc thì được quần áo đẹp, dùng đủ thứ vật quý giá trang nghiêm thân bố thí cho chúng sinh, do thực hành hạnh bố thí như thế cho nên được thành quang minh nghiêm cụ. Lại phóng quang minh tên thượng vị, hay khiến kẻ đói được ăn ngon, đủ thứ cỗ quý đem bố thí, do đây được thành quang minh này. Lại phóng đại quang minh tên là thượng vị, quang minh đó hay khiến cho chúng sinh đói khát được thức ăn ngon, lại dùng đủ thứ thức ăn uống thượng hạng cúng dường tam bảo bố thí chúng sinh, do nhân duyên đó cho nên được thành quang minh thượng vị. Lại phóng quang minh tên đại tài, khiến kẻ bần cùng được bảo tàng, dùng vật vô tận cúng tam bảo, do đây được thành quang minh này. Lại phóng đại quang minh tên là đại tài, quang minh đó hay khiến cho chúng sinh bần cùng đắc được bảo tàng, dùng của cải vô tận để cúng dường tam bảo bố thí cho chúng sinh, do nhân duyên đó cho nên được quang minh đại tài. Lại phóng quang tên mắt thanh tịnh, hay khiến kẻ mù thấy các sắc, dùng đèn cúng Phật và tháp Phật, do đây được thành quang minh này. Lại phóng ra đại quang minh tên là mắt thanh tịnh, quang minh đó hay khiến cho chúng sinh mù mắt, nhìn thấy được đủ thứ màu sắc,
Vì dâng đèn cúng dường Phật và tháp Phật cho nên đắc được đại quang minh này. Một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật có thiên nhãn thông đệ nhất, đó là tôn giả A Nậu Lâu Đà, là em bà con với Đức Phật. Sau khi tôn giả xuất gia rồi, vì lười biếng cho nên thường hay ngủ. Một ngày nọ Phật đang nói pháp thì tôn giả ngủ gục cho nên bị Phật quở. Tôn giả sinh tâm hổ thẹn, phát nguyện không ngủ, do đó dũng mãnh tinh tấn 7 ngày 7 đêm không ngủ. Sau đó hai mắt bị mù, tuy nhìn không thấy nhưng vẫn tinh tấn, cho nên chứng được thiên nhãn thông, được gọi là thiên nhãn đệ nhất. Chúng ta mỗi người toàn thân có 84.000 lỗ chân lông, trong mỗi lỗ chân lông đều có con mắt, trong mỗi bàn tay đều có con mắt, đáng tiếc không thể mở đặng. Tại sao? Vì không tu hành. Nếu chân thật tu hành, nhân duyên thành thục thì sẽ khai mở nhìn thấy tất cả sự vật. Lại phóng quang tên tai thanh tịnh, hay khiến kẻ điếc đều được nghe, chống nhà cúng Phật và tháp Phật, do đây được thành quang minh này. Lại phóng ra đại quang minh tên là tai thanh tịnh, quang minh đó hay khiến cho kẻ điếc nghe được tất cả âm thanh rõ ràng, dùng âm nhạc của trống để dâng cúng Phật và tháp Phật, do nhân duyên đó cho nên được thành tựu quang minh tai thanh tịnh. Lại phóng quang tên mũi thanh tịnh, xưa chưa ngửi hương đều được ngửi, dùng hương cúng Phật và tháp Phật, do đây được thành quang minh này. Lại phóng ra đại quang minh tên là mũi thanh tịnh, quang minh đó hay khiến cho chúng sinh xưa chưa được ngửi hương vị đều ngửi được hương vị, dùng hương để cúng dường Phật và tháp Phật, do nhân duyên đó cho nên được thành tựu quang minh mũi thanh tịnh. Lại phóng quang tên lưỡi thanh tịnh, hay dùng tiếng hay khen ngợi Phật, vĩnh trừ lời thô ác bất thiện, do đây được thành quang minh này. Lại phóng ra đại quang minh tên là lưỡi thanh tịnh, quang minh đó hay dùng tiếng hay để khen ngợi công đức của chư Phật, vì vĩnh viễn tiêu trừ lời thô ác chẳng thiện, cho nên được thành tựu quang minh lưỡi thanh tịnh. Lại phóng quang tên thân thanh tịnh, các căn ai thiếu khiến đầy đủ, dùng thân lễ Phật và tháp Phật, do đây được thành quang minh này. Lại phóng ra đại quang minh tên là thân thanh tịnh, quang minh đó hay khiến cho chúng sinh nào 6 căn không đủ thì đều được đầy đủ chẳng thiếu khuyết, vì dùng thân lễ Phật và tháp Phật có công đức đó cho nên được thành tựu quang minh thân thanh tịnh. Lại phóng quang tên ý thanh tịnh, khiến kẻ mất tâm được chánh niệm, tu hành tam muội đều tự tại, do đây được thành quang minh này. Lại phóng ra đại quang minh tên là ý thanh tịnh, quang minh đó hay khiến cho chúng sinh phát cuồng đắc được chánh niệm, chẳng còn ý tưởng hồ đồ, tán loạn hoặc tinh thần hoảng hốt, vì tu hành chánh định chánh niệm hoàn toàn đều tự tại cho nên đắc được quang minh ý thanh tịnh. 6 bài kệ ở trên là nói về mắt tai mũi lưỡi thân ý 6 căn thanh tịnh. 6 bài kệ dưới đây là nói về sắc thanh hương vị xúc pháp 6 trần thanh tịnh. Lúc điên đảo thì 6 căn đối với 6 trần phát sinh tác dụng. Khi giác ngộ thì 6 căn đối với 6 trần chẳng khởi tác dụng. Nói tóm lại, dụng được 6 căn 6 trần thì sẽ giác ngộ, chẳng dụng được 6 căn 6 trần thì mê hoặc. Do đó, giác ngộ là Phật, mê hoặc là chúng sinh. Nếu chẳng bị 6 trần lay chuyển mà chuyển được 6 trần, tức là 6 căn thanh tịnh, như vậy sẽ đắc được cảnh giới 6 căn dụng với nhau. Cảnh giới đó thật là diệu không thể tả. Con mắt nói được, lỗ tai nhìn được sự vật, lỗ mũi ngửi được, lưỡi, thân ý 3 căn cũng đầy đủ tác dụng của 6 căn. Làm thế nào để có được cảnh giới 6 căn dùng với nhau? Trước hết phải khiến cho 6 căn thanh tịnh không bị 6 trần làm lay chuyển thì tự nhiên sẽ được dụng với nhau, xong phải hạ một phen khổ công phu thì mới được thành tựu. Lại phóng quang tên sắc thanh tịnh, khiến thấy Phật sắc không nghĩ bàn, dùng các sắc đẹp trang nghiêm tháp, do đây được thành quang minh này. Lại phóng ra đại quang minh tên là sắc thanh tịnh, quang minh đó hay khiến cho tất cả chúng sinh thấy được sắc tướng của chư Phật không thể nghĩ bàn, dùng các sắc đẹp để trang nghiêm tháp Phật. Vì minh bạch đạo lý này cho nên thành tựu quang minh sắc thanh tịnh để giáo hóa chúng sinh. Lại phóng quang tên thanh thanh tịnh, khiến biết thanh tánh vốn vắng lặng, quán thanh duyên khởi như tiếng vang, do đây được thành quang minh này. Lại phóng ra đại quang minh tên là thanh thanh tịnh, quang minh đó hay khiến cho tất cả chúng sinh biết tự tánh của tiếng vốn là vắng lặng, đừng trầm mê ở trong thanh trần, nên thấu suốt tiếng là do nhân duyên mà khởi. Ví như đạo lý trong hang động chuyển thanh, hay ở trong núi niệm lớn tiếng Nam Mô A Di Đà Phật,
thì trong hang núi cũng vang lại tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, đó là tiếng hồi lại. Do mình bạch đạo lý này cho nên thành tựu quang minh thanh tịnh để giáo hóa chúng sinh, lại phóng quang tên hương thanh tịnh, khiến chỗ hôi dơ đều thơm sạch. Nước thơm dưới tháp cây bồ đề do đây được thành quang minh này, lại phóng ra đại quang minh tên là hương thanh tịnh. Quang minh đó hay khiến cho tất cả chỗ hôi dơ đều biến thành thơm tho trong sạch. Dùng nước thơm để dưới tượng Phật và tháp Phật, để tưới lên cây bồ đề, do công đức nhân duyên đó mà được thành tựu quang minh hương thanh tịnh để giáo hóa chúng sinh. Lại phóng quang tên vị thanh tịnh hay trừ tất cả vị chúng độc, luôn cúng Phật tăng và cha mẹ, do đây được thành quang minh này. Lại phóng ra đại quang minh tên là vị thanh tịnh. Quang minh đó hay tiêu trừ tất cả độc tố ở trong vị, khiến cho biến thành vị cam lồ, vừa ngọt vừa thơm, chẳng những không có độc mà có dinh dưỡng, ăn vào có thể khai mở trí huệ. Luôn luôn dùng thức ăn uống thượng hạng để cúng dường Tam Bảo và cha mẹ, do có công đức này cho nên được thành tựu quang minh vị thanh tịnh để giáo hóa chúng sinh. Lại phóng quang tên xúc thanh tịnh, hay khiến ác xúc đều nhu nhuyến, đao mâu kiếm kích từ không mưa đều khiến biến thành tràng hoa đẹp. Lại phóng ra đại quang minh tên là xúc thanh tịnh, quang minh đó hay khiến cho chúng sinh ác xúc đều buông xả hết tất cả sự chấp trước, vẻ hoan hỉ ưa thích, như vậy sẽ được nhu nhuyến. Ác xúc có thể biến thành lợi khí giết người, thiện xúc hay biến thành hoa thơm mềm mại, cho nên tham xúc trần rất nguy hiểm, lợi hại thống khổ, giống như đao mác cắt thân, kiếm kích hại thân. Đao mác kiếm kích từ trên không rơi xuống giống như mưa, song quang minh đó hay khiến binh khí hại người biến thành tràng hoa đẹp, chẳng những không thể hại người, ngược lại làm đồ trang sức. Thời xưa đánh nhau thì dùng mâu thuẫn để làm vũ khí, mâu là công, binh nhọn đâm người, thuẫn là thủ, công cụ dùng ngăn cản mâu. Tâm lý người làm cái mâu bén nhọn, bất cứ cái thuẫn như thế nào cũng ngăn cản không được. Tâm lý người làm cái thuẫn là nghĩ muốn làm cái thuẫn cho thật bền chắc, bất cứ cái mâu gì cũng đâm chẳng lủng. Làm cái mâu thì muốn giết người, làm cái thuẫn thì muốn bảo vệ người. Tại sao lại có sự việc như vậy? Vì chấp trước về sự xúc trần, thậm chí giữa nam nữ rất dễ phát sinh quan hệ xúc trần nhất. Cảnh thuận thì phát sinh tình ái, cảnh nghịch thì phát sinh can qua, cái mộc, cái mác. Nếu chẳng chấp trước xúc trần, buông xả tất cả, thì hóa can qua thành ngọc lụa. Thời xưa có người bán binh khí, đi khắp nơi tuyên truyền cái mâu của họ bán bén nhọn như thế nào, bất cứ cái thuẫn nào cũng đỡ không được. Lại tuyên truyền cái thuẫn của họ bán cứng chắc như thế nào, bất cứ cái mâu gì cũng đâm chẳng lủng. Lúc đó có người hỏi ông ta, dùng mâu để công thuẫn, dùng thuẫn để đỡ mâu, vậy phải làm thế nào? Từ đó mà có câu mâu thuẫn. Bởi xưa từng ở giữa đường xá, thòa hương giải hoa bày y phục, nghênh đón Như Lai đi trên đó, do đây này được quang như vậy. Làm thế nào khiến cho xúc trần thanh tịnh? Vì thuở xưa đã từng làm cầu làm đường, khiến cho người đi được phương tiện, hoặc ở giữa đường thoa hương, giải hoa, bày y phục, nghênh đón chư Phật bước đi trên đó. Tại sao? Vì sợ chân Phật đạp trên bùn dơ chân. Do có công đức như thế cho nên được thành tựu quang minh xúc thanh tịnh để giáo hóa chúng sinh. Thuở xưa lúc Phật Thích Ca Mâu Ni là Ma Nạp tiên nhân chuyên tu khổ hạnh, một ngày nọ thấy Phật Nhân Đăng từ phía trước đi lại. Phật Thích Ca Mâu Ni thấy phía trước có vũng bùn, sợ rằng chân Phật đạp lên bùn như chân, bèn đi đến chỗ vũng bùn nằm xuống, dùng y phục và đầu tóc của mình trải trong vũng bùn thỉnh Phật đi qua. Phật Nhân Đăng bèn nói, lành thay, ông như vậy, ta cũng như vậy. Do đó bèn thọ ký cho Phật Thích Ca Mâu Ni, ông ở đời sau sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Lại phóng quang tên Pháp thanh tịnh, hay khiến tất cả các lỗ lông đều diễn diệu pháp không nghĩ bàn, chúng sinh nghe được đều vui ngộ. Lại phóng ra đại quang minh tên là Pháp thanh tịnh, quang minh đó hay khiến cho tất cả trong các lỗ chân lông đều truyền đại pháp luân, diễn nói diệu pháp vô thượng không thể nghĩ bàn, hết thảy chúng sinh nghe được diệu pháp đó đều vui mà khai ngộ. Nhân duyên sinh ra chẳng có sinh, pháp thân chư Phật chẳng phải thân, pháp tánh thường trụ như hư không, nhờ nói nghĩa này quang như vậy. Tỳ kheo Mã Tháng nói, các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt,
Phật ta Đại Sa Môn thường hay nói như vậy. Vì các pháp chẳng sinh chẳng diệt, cho nên nhân duyên sinh ra pháp đều là vắng lặng. Trong Trung Luận có nói, nhân duyên sinh ra pháp, ta nói tức là không, tên cũng là giả danh, tên cũng nghĩa trung đạo. Cho nên nói nhân duyên sinh ra chẳng có sinh, pháp thân của chư Phật cũng là vô tướng. Đừng dùng có tướng để thấy pháp thân của Phật. Trong Kinh Kim Cang có nói, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó tu tà đạo chẳng thấy được Như Lai. Vì pháp thân là vô tướng, tất nhiên là vô tướng thì sao lại có thân thể. Cho nên pháp thân là vô tại, vô bất tại. Vì vậy mà nói pháp thân chư Phật chẳng phải thân. Bổn tánh của pháp là thường trụ, không sinh không diệt, đồng như hư không. Tuy pháp tánh như hư không, song luôn luôn diễn nói đạo lý diệu pháp, diệu nghĩa của hư không, cho nên đắc được quang minh là như vậy. Bồn quang minh ví như vậy thầy, như các sông Hằng chẳng số lượng, đều từ lỗ lông đại tiên ra, hết thảy tạo nghiệp đều khác nhau. Giống như đủ thứ các môn quang minh đã ví như ở trước, nhiều như số các sông Hằng chẳng có số lượng, tuy nói không hết, song đều từ trong lỗ lông của đại tiên Phật phóng ra. Hết thảy tất cả nghiệp tạo ra cũng khác nhau. Như quang phóng ra một lỗ lông, vô lượng số như các sông Hằng, tất cả lỗ lông đều như vậy, đó là tam muội của đại tiên. Ví như từ trong một lỗ trần lồng phóng ra tất cả quang minh nhiều vô lượng vô biên, giống như số cát của sông Hằng. Chẳng những một lỗ lông phóng quang như thế, mà hết thảy tất cả lỗ lông đều như vậy, phóng ra đủ thứ quang minh đều khác nhau, cảnh giới vi diệu như thế, là do sức tam muội của Phật gia trì, khiến cho Bồ Tát phóng ra đủ thứ quang minh để giáo hóa đủ loại chúng sinh. Như bổn hạnh trên được quang minh, tùy họ túc duyên đồng tu hành, nay phóng quang minh nên như vậy, đây là đại tiên trí tự tại. Ở trước nói về các Bồ Tát phóng ra đủ thứ quang minh, dùng đủ thứ sức tam muội để giáo hóa chúng sinh, trong lỗ lông của chư Phật lại phóng ra vô lượng vô biên quang minh để giác ngộ chúng sinh. Quang minh đó có chúng sinh thấy được, có chúng sinh chẳng thấy được. Tại sao? Vì có quan hệ túc duyên hoặc hiện nhân. Cho nên, chúng sinh có trí huệ thì thấy được quang minh của Phật, chúng sinh ngu si thì chẳng thấy được quang minh của Phật. Túc duyên có bốn thứ, xưa đồng nghiệp ưa thích tu hành, hay hoan hỷ và chỉ thấy làm. Một, xưa đồng nghiệp, vào thuở xưa sống chung với Phật, cùng làm công việc, cho nên đời này được thấy quang minh của Phật. Hai, ưa thích tu hành, khi Phật ở tại nhân địa, tu hành đủ thứ khổ hạnh, tuy nhiên mình không thể tu hành, song ưa thích mà khen ngợi, có túc duyên đó mà thấy được của Phật. 3. Hay hoan hỷ. Hay hoan hỷ làm công đức. Ví như có người làm chùa thì đem tiền, đem sức ra trợ giúp làm chùa. Có người làm đạo tràng thì đem hết khả năng để giúp cho hoàn thành. Đây mới có thể thấy được quang minh của Phật. 4. Chỉ thấy làm. Thuở xưa, thấy được chư Phật Bồ Tát tại nhân địa tu các hạnh môn, tuy chẳng đồng nghiệp, chẳng ưa thích làm như thế, chẳng có hoan hỷ, song cũng chẳng phản đối. Như vậy cũng có cơ hội thấy được quang minh của Phật. Hiện nhân có ba thứ, tu phước rộng, cúng nhiều Phật và cầu Phật quả. Một, tu phước rộng, tức là tu ruộng phước rộng lớn, cúng dường tam bảo, cứu giúp chúng sinh, tức cũng là không làm các điều ác, làm các điều thiện. Hay tu ruộng phước thì thấy được quang minh của Phật. Hai, cúng nhiều Phật, phải cung kính cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật, có công đức đó cũng thấy được quang minh của Phật. Ba, cầu Phật quả. Mục đích tu đạo chẳng phải cầu phước báo trời người, mà là vì cầu Phật quả vô thượng. Như vậy cũng thấy được quang minh của Phật. Có bảy thứ duyên xa nhân gần mới thấy được quang minh của chư Phật. Nếu chẳng đầy đủ bảy thứ nhân duyên này thì không thể thấy được quang minh của Phật. Không thấy được quang minh của Phật có ba nguyên nhân. Là ba nguyên nhân nào? Một, phàm phu. Người phàm phu thì chẳng có cơ hội thấy được quang minh của Phật. Tại sao? Vì chẳng có trí huệ cho nên chẳng nhận ra quang minh của Phật. 2. Tà tin ngoại đạo. Vì tin tà tri tà kiến luận bậy của ngoại đạo, người này chẳng thấy được quang minh của Phật. 3. Liệt giả nhị thừa, thanh văn và duyên giác. Tuy tu hành Phật Pháp nhưng chẳng thấu hiểu Phật Pháp chân thật nghĩa, cho nên cũng chẳng thấy quang minh của Phật. Ba hạng người này giống như người mù không có mắt, chẳng biết quang minh của Phật như thế nào. Chúng ta là một phần tử trong ba hạng người này, cho nên chẳng thấy được quang minh của Phật. Nghĩ muốn thấy quang minh của Phật, tuy chẳng có túc duyên,
Nhưng tu hiện nhân cũng có thể thấy được quang minh của Phật. Hiện tại Phật phóng quang minh, có người thấy được, có người chẳng thấy được. Người thấy được là vì có nhân duyên như vừa nói, đó là đắc được trí huệ tự tại của viên mãn đại giác kim tiên và cảnh giới thần thông diệu dụng biểu hiện. Thuở xưa cùng tu các phước nghiệp và có ưa thích hay hoan hỷ, thấy họ thực hành cũng làm theo, do đó thấy được quang minh này. Vào thuở xưa, Phật vì cầu Phật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mà đã từng xả thân mà không tiếc. Vì tu phước tu huệ mà nhẫn điều người khác nhẫn không được, nhường điều người khác không thể nhường. Vì tu khổ hạnh người khác tu không được, làm công đức người khác không làm được, cho nên thành tựu Phật quả khó thành. Đương thời chúng sinh có duyên thọ hành vi cảm động của Phật, cũng cùng tu phước nghiệp, ưa thích hạnh môn của Phật tu, tùy hỷ khen ngợi công đức của Phật. Vì có túc duyên đó, cho nên thấy được quang minh của Phật, đó là cảnh giới thần thông tự tại của Phật. Nếu ai tự tu các phước nghiệp, cúng dường chư Phật vô lượng số, nơi công đức Phật thường nguyện cầu, được quang minh này hay giác ngộ. Nếu như có chúng sinh tự tu đủ thứ phước nghiệp, trước hết phải bắt đầu cúng dường chư Phật. Phải cúng dường chư Phật không có số lượng, không cần đến 10 phương để cúng dường. Do đó, Phật tức là tâm, tâm tức là Phật. Nếu như có tâm trí thành khẩn thiết để cúng dường Phật, thì Phật sẽ tiếp thọ sự cúng dường của bạn. Phật ở đâu? Phật thì tận hư không khắp pháp giới, vô tại, vô bất tại. Nếu thành tâm cúng dường thì nơi nơi đều có Phật, chẳng thành tâm cúng dường thì ở đây cũng chẳng có Phật. Khi chúng ta lại Phật thì phải tất cung tất kính, không thể dương đông vọng tây, càng không nên phô diễn, một mặt lễ Phật, một mặt khởi vọng tưởng, nghĩ tưởng đâu đâu. Như vậy thì làm sao có cảm ứng đạo giao, cho nên khi lễ Phật phải niệm bài kệ này. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghỉ, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện chung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Chúng ta là chúng sinh, năng lễ lại chư Phật Bồ Tát, chúng ta sở lễ lại là mười phương chư Phật Bồ Tát, hai chủng tánh này đều không tịch. Có người nói, nếu là không tịch thì chúng ta không cần lại Phật, tư tưởng này là sai lầm. Đây là nói bản tánh là không, nhưng muốn chứng đắc pháp vô vi thì trước hết phải từ pháp hữu vi mà thực hành. Khi chưa chứng được lý không thì không thể tồn tại tư tưởng không chánh đáng, phải thấu rõ chân không là từ diệu hữu sinh ra. Tuy tánh là không tịch, nhưng trong khoảng giữa có cảm ứng đạo giao, sự cảm ứng đạo giao này không thể nghĩ bàn. Bạn lễ Phật thì Phật nhận lễ làm tăng thêm phước huệ của bạn. Tức nghĩa là nói, lạy Phật là cảm, nhận lễ là ứng. Như vậy tức là đạo giao, đạo tràng của con giống như châu như ý của trời đế thích, bất cứ gì cũng đều hiện ra. Pháp thân của chư Phật Bồ Tát đều hiện ra trong châu như ý. Hiện tại con lễ Phật, thân của con hiện ở trước mười phương chư Phật, đầu mặt của con giờ trên Phật, đó là thực hành quy mạng lễ. Hiện tại xin mọi người chú ý, khi lại Phật thì hãy chuyên tâm, sẽ có cảnh giới cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Đối với hết thảy công đức của Phật, chúng ta phải phát nguyện, hướng về Phật mà học tập, thành tựu công đức mà Phật đã thành tựu. Phạm là công đức của Phật tu, chúng ta đều phải làm được, vì hay tự tu các phước nghiệp, hay cúng dường mười phương vô lượng chư Phật, nguyện cầu công đức của Phật, cho nên quang minh này hay khiến giác ngộ tại tâm mãn nguyện. Ví như kẻ mù chẳng thấy trời, chẳng phải mặt trời chẳng mọc lên, những người có mắt đều thấy rõ, tùy theo phận mình tu phước nghiệp. Quang minh của chư Phật phóng ra chiếu soi tất cả chúng sinh, song có chúng sinh thấy được, có chúng sinh chẳng thấy được. Tại sao? Vì chúng sinh có trí huệ mới thấy được quang minh của Phật. Chúng sinh chẳng có trí huệ thì chẳng thấy được quang minh của Phật. Giống như kẻ mù, một khi sinh ra mà chẳng có mắt, vốn chẳng thấy mặt trời, chứ chẳng phải không có mặt trời xuất hiện ra thế gian. Tất cả những người có mắt đều thấy được ánh sáng của mặt trời. Đây là tùy theo sự tu phước nghiệp của mỗi người mà thấy được quang minh của Phật. Quang minh đại sĩ cũng như vậy, người có trí huệ đều thấy được. Phàm phu tin tà, người hiểu cạn, nơi quang minh này chẳng thấy được. Quang minh của Bồ Tát phóng ra, cũng như ánh sáng mặt trời. Người có căn lành lớn, trí huệ lớn thì đều thấy được quang minh này. Hết thảy phàm phu ngu si, tin tà giáo ngoại đạo,
Người nhị thừa hiểu cạn, tuy họ chứng quả nhưng trí huệ chưa đủ. Do đó, có mắt chẳng thấy Lô Xá Na, có tai chẳng nghe giáo Viên Đốn. Ba hạng người này chẳng thấy được quang minh này. Cung điện Mani và xe kiệu, báu đẹp hương thơm dùng thoa sáng. Người có phước đức tự nhiên đủ, người không phước đức không ở được. Cung điện dùng Mani làm thành, xe kiệu đều dùng báu đẹp và hương thơm để trang nghiêm, để thoa sáng. Cung điện và xe kiệu này, người có phước đức thì tự nhiên đầy đủ, nhưng người không có phước đức thì chẳng ở được. Quang minh đại sĩ cũng như vậy, người có trí sâu đều chiếu đến, người phàm ngu tin tà hiểu cạn không thể thấy được quang minh này. Quang minh của Bồ Tát phóng ra cũng như vậy, chiếu đến người có trí huệ. Phàm là người tin tà giáo ngoại đạo, tin tà không tin chánh, tri kiến chẳng chánh đáng, ích kỷ lại tự lợi, chẳng có chánh tri chánh kiến thì hoàn toàn là tà tri tà kiến. Hàng nhị thừa hiểu cạn, tức cũng là thanh văn duyên giác, các ngài chưa chân chánh thấu hiểu Phật Pháp. Người phàm phu ngu si cũng chẳng có trí huệ, chẳng minh bạch Phật Pháp. Ba hạng người này không thể thấy được quang minh này. Nếu ai nghe quang này khác nhau, hay sinh tin hiểu sâu thanh tịnh, dứt hẳn tất cả các lưới nghi, sớm thành tràng công đức vô thượng. Nếu như có người thấy được quang minh này, có đủ thứ khác nhau, mà hay sinh tâm tin hiểu sâu thanh tịnh, thì vĩnh viễn đoạn trừ tất cả lưới nghi hoặc. Nếu có tâm hoài nghi thì chẳng tương ưng với Phật Pháp, chẳng có tâm hoài nghi thì sớm sẽ thành tựu tràng công đức Phật quả vô thượng. Có thắng tam muội hay xuất hiện, quyến thuộc trang nghiêm đều tự tại, tất cả mười phương các cõi nước, Phật tử chúng hội không sánh kịp. Có quang minh thủ thắng tam muội xuất hiện, chiếu soi hết thảy quyến thuộc đều trang nghiêm tự tại. Trong mười phương tất cả cõi nước chư Phật, đệ tử của Phật, trong pháp hội của Phật không thể nào sánh kịp, công đức đó vô lượng vô biên. Có diệu hoa sen quang trang nghiêm, lượng đồng 3000 cõi đại thiên, thân Phật ngồi thẳng khắp hoa sen, do sức thần thông tam muội này. Có một hoa sen lớn vì diệu, phóng ra đủ thứ quang minh để trang nghiêm, hoa sen đó lớn cỡ nào, lớn bằng 3000 đại thiên thế giới. Phật ngồi kiết già ngay thẳng trên hoa sen báu lớn đó, là do sức thần thông tam muội. Lại có 10 cõi số hạt bụi, hoa sen xinh đẹp bao chung quanh, các chúng Phật tử ngồi trên đó, trụ sức oai thần tam muội này. Lại có hoa sen xinh đẹp, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật bao chung quanh bốn phía hoa sen báu lớn đó, hết thảy đệ tử của Phật đều ngồi thẳng trên hoa sen đó, trụ ở trong sức đại oai thần tam muội quang minh đó. Đời xưa thành tựu nhân duyên lành, tu hành đầy đủ công đức Phật, các chúng sinh đó quanh Bồ Tát cùng nhau chắp tay nhìn không chán. Những đời xưa thành tựu nhân duyên lành, đã tu hành viên mãn đầy đủ công đức Phật, những chúng sinh đó về quanh Bồ Tát phóng quang, toàn thể cùng nhau chắp tay lại để chiêm ngưỡng Bồ Tát mà chẳng nhàm mỏi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong quá khứ đã cúng dường tất cả chư Phật, hướng về Phật cúng hoa, đã từng dùng một chân đứng ở trước Phật biểu thị tâm cung kính, đứng 7 ngày 7 đêm mà chẳng biết mỏi mệt. Ví như trăng sáng trong tinh tú, Bồ Tát trong chúng cũng như thế, pháp đại sĩ tu hành cũng vậy, vào sức oai thần tam muội này, giống như trăng sáng ở trong hư không, sáng hơn các vì sao, Bồ Tát ở trong biển đại chúng hội cũng như thế, pháp của Bồ Tát tu hành cũng như vậy, vào trong sức đại oai thần quang minh tam muội này, như sự thị hiện ở một phương, các chúng Phật tử cùng vây quanh, tất cả các phương đều như vậy, trụ sức oai thần tam muội này. Như Phật thị hiện ở một phương, hết thảy Phật tử đều cùng nhau vây quanh Phật, chẳng những một phương là như thế, mà mười phương thế giới cũng đều như vậy, đều trụ ở trong sức đại oai thần quang minh tam muội viên dung vô ngại này. Có thắng tam muội tên phương võng, Bồ Tát trụ đây rộng khai thị, trong tất cả phương đều hiện thân, hoặc hiện nhập định hoặc xuất định. Có tam muội thù thắng tên là phương võng, hết thảy Bồ Tát đều trụ ở trong tam muội phương võng, rộng khai thị cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ giác ngộ trong mười phương thế giới. Bồ Tát đều hiện thân diễn nói diệu pháp, hoặc hiện tướng nhập định, hoặc hiện tướng xuất định, dùng đủ thứ tam muội để giáo hóa mười phương chúng sinh, hoặc ở phương đông nhập chánh định, mà ở phương tây từ định xuất, hoặc ở phương tây nhập chánh định, mà ở phương đông từ định xuất. Công phu tu tập thiền định ban đầu đắc được cảnh giới khinh an,
Khinh an là gì? Tức là cảm giác không người không ta, không chúng sinh không thọ mạng, tâm chẳng tham sân si, hết thảy tất cả đều ngừng lại. Ví như mạch máu dừng lại, tim cũng dừng lại, ý niệm cũng dừng lại. Lúc đó giống như lượm được một chìa khóa, mở tung cánh cửa ra. Sau khi cửa được mở ra rồi, thì trí huệ hiện tiền. Cảnh giới khinh an này chỉ là phương tiện trình độ trước khi sắp nhập định mà thôi. Tức cũng là trung đạo lý thể của thất tình, hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ác dục chẳng phát sinh. Trung đạo tức là chân không, cũng là diệu hữu hay hòa hợp với chân không thì sẽ sinh ra diệu hữu. Hay hòa hợp với diệu hữu tức cũng là chân không, lúc đó chẳng rơi vào không cũng chẳng rơi vào có, do đó chẳng rơi vào hai bên. Tôi còn nhớ lúc tôi 16 tuổi thì đã từng làm một bài kệ: việc muốn tinh thông phải dụng khổ công, công phu đến rồi tâm tự nhiên thông. Bất cứ là việc gì nghĩ muốn tinh thông thì phải hạ một phen khổ công phu, đừng tham cầu hưởng thụ, đừng sợ khổ, đừng sợ khó. Khi công phu đến nhà thì trong sự yên lặng tự nhiên sẽ hiểu. Đây là mấy câu tu thiền rất quan trọng. Có vị Bồ Tát hoặc ở phương Đông ngồi thiền nhập chánh định, xong vị Bồ Tát đó ở phương Tây mà xuất định. Hoặc có Bồ Tát ở phương Tây nhập chánh định, xong ở phương Đông mà xuất định. Đây tức là không nhập mà chẳng tự được vậy. Tại tâm mãn nguyện biến hóa vô cùng, do đó tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên. Nhập định là diệu không thể tả, xuất định cũng là diệu không thể tả. Cho nên Đông Tây Nam Bắc bốn hướng trên dưới ở trong định đều có thể đi khắp mọi nơi. Đây tức là tam muội phương võng, tùy tâm biến hóa cảm ứng đạo giao. Hoặc ở phương khác nhập chánh định, hoặc ở phương khác từ định xuất. Nhập xuất như vậy khắp mười phương, đó gọi Bồ Tát tam muội lực. Hoặc ở phương khác nhập chánh định, lại ở phương khác mà xuất định, cảnh giới sắp xuất nhập định. Không thể nghĩ bàn như thế đầy khắp mười phương, vì đó là sức tam muội phương võng của Bồ Tát, cho nên mới có được cảnh giới như thế. Tận cùng phương Đông các cõi nước, hết thảy Như Lai vô lượng số, đều hiện trước Phật gần gũi khắp, trụ nơi tam muội yên chẳng động. Tận cùng phương Đông có vô lượng các cõi Phật, nhiều như số cát sông Hằng. Trong mỗi cõi Phật có một vị Phật, cho nên số lượng vị Phật cũng nhiều, vô lượng như số cát sông Hằng. Bồ Tát ở trong định đều hiện ở trước chư Phật, đến khắp hết phương Đông để gần gũi tất cả vô lượng chư Phật, nhưng vẫn đang ngồi nhập định, trụ ở trong tam muội, chỗ ngồi vắng lặng chẳng động. Cảnh giới này thật là không thể nghĩ bàn. Rồi ở phương Tây các thế giới, tất cả chỗ chư Phật Như Lai đều hiện từ tam muội xuất định, rộng tu cúng dường vô lượng Phật. Ở phương Tây hết thảy tất cả thế giới, ở trong tất cả đạo tràng của chư Phật, Bồ Tát đều thị hiện từ tam muội xuất định, rộng tu cúng dường chư Phật, cúng dường chư Pháp, cúng dường chư Tăng. Tận cùng phương Tây các cõi nước, hết thảy Như Lai vô lượng số, đều hiện trước Phật gần gũi khắp, trụ nơi tam muội yên chẳng động. Bồ Tát có thể tận cùng phương Tây, tất cả các cõi nước chư Phật, hết thảy chư Phật cũng vô lượng vô biên, cũng có thể hiện ở trước đạo tràng chư Phật, để gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật. Tuy nhiên như vậy mà Bồ Tát vẫn ở trong tam muội vắng lặng chẳng động. Rồi ở phương Đông các thế giới, tất cả chỗ chư Phật Như Lai đều hiện từ tam muội xuất định, rộng tu cúng dường vô lượng Phật. Ở phương Đông hết thảy tất cả thế giới chư Phật, trong tất cả đạo tràng của chư Phật, Bồ Tát đều hiện từ trong tam muội xuất định, rộng tu cúng dường vô số vô lượng tam bảo. Như vậy mười phương các thế giới, Bồ Tát đều vào chẳng sót thừa, hoặc hiện tam muội yên chẳng động, hoặc hiện cung kính cúng dường Phật. Mười phương thế giới như vậy đều cùng nhau cúng dường xoay vòng. Bồ Tát ở trong định cúng dường chư Phật, ở trong định xuất cũng cúng dường chư Phật. Cho nên nói Bồ Tát đều vào khắp không sót thừa, hoặc hiện ra tam muội vắng lặng chẳng động, hoặc hiện ra cung kính chư Phật, cúng dường chư Phật. Ở trong căn mắt nhập chánh định, ở nơi sắc trần từ định xuất, thì hiện sắc tánh không nghĩ bàn, tất cả trời người không biết được. Người có định lực thì chuyển được cảnh giới mà chẳng bị cảnh giới chuyển. Mắt tai mũi lưỡi thân ý, đối với sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần trong khoảng giữa lại sanh ra sáu thức, song sáu thức đó có tác dụng khác nhau,
nên có thể làm loạn tạo phản. Song trợ giúp người tu đạo hành đạo bồ đề chứng quả bồ đề cũng là tác dụng của 6 căn và 6 thức này. Bồ Tát tu pháp tam muội phương võng thì ở trong căn mắt nhập chánh định chẳng bị sắc trần truyền, do đó mắt thấy hình sắc trong chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay, và nữa thấy việc hiểu việc lìa thế gian, thấy người mê việc đọa trầm luân. Chẳng bị mắt lay chuyển, chẳng bị sắc trần lay chuyển, đây tức là trong con mắt nhập chánh định. Ở trong sắc trần từ định xuất, nhập định xuất định, chẳng bị cảnh giới lay chuyển. Thường ở trong định kiên cố, chẳng lúc nào mà không định, hay thị hiện sắc tánh, có cảnh giới không thể nghĩ bàn, cho nên các trời người đều không thể biết được. Ở trong sắc trần nhập chánh định, nơi mắt xuất định tâm chẳng loạn, nói mắt không sinh không có diệt, tánh không vắng lặng chẳng tác dụng. Ở trong sắc trần từ định xuất, lại có thể ở trong sắc trần nhập chánh định, đây là căn trần vô ngại, viên dung với nhau, cho nên ở trong con mắt xuất định mà tâm chẳng loạn, nghĩa là chẳng bị cảnh giới chuyển mà chuyển được cảnh giới. Nói con mắt vốn chẳng chỗ sinh, cũng chẳng khởi diệt, vì tánh không vắng lặng cho nên chẳng có tác dụng. Ở trong căn tai nhập chánh định, ở trong thanh trần từ định xuất, phân biệt tất cả tiếng lời lẽ, chư thiên loài người không biết được. Bồ Tát có thể ở trong căn tai nhập chánh định, lại có thể ở trong thanh trần từ định xuất, phân biệt được tất cả tiếng nói, lời lẽ, cảnh giới không thể nghĩ bàn này, do đó chư thiên và loài người đều không thể biết được. Ở trong thanh trần nhập chánh định, nơi tai xuất định tâm chẳng loạn, nói tai không sinh chẳng có diệt, tánh không vắng lặng chẳng tác dụng. Ở trong thanh trần nhập chánh định, ở trong lỗ tai từ định xuất, mà tâm chẳng tạp loạn, vẫn ở trong định, nói lỗ tai vốn chẳng chỗ sinh, cũng chẳng có khởi diệt, vì tánh không vắng lặng cho nên chẳng có tác dụng. Ở trong căn mũi nhập chánh định, ở trong hương trần từ định xuất, khắp được tất cả hương thượng diệu, chư thiên loài người chẳng biết được. Bồ Tát ở trong căn mũi nhập chánh định, lại ở trong hương trần từ định xuất, khắp được tất cả hương thơm vô thượng, hết thảy chư thiên và loài người đều không thể biết được. Ở trong hương trần nhập chánh định, nơi mũi xuất định tâm chẳng loạn, nói mũi không sinh chẳng có diệt, tánh không vắng lặng chẳng tác dụng. Ở trong hương trần nhập chánh định, ở trong lỗ mũi xuất chánh định, mà tâm chẳng tạp loạn vẫn ở trong định, nói lỗ mũi vốn chẳng chỗ sinh, cũng chẳng khởi diệt, vì tánh không vắng lặng cho nên chẳng có tác dụng. Ở trong căn lưỡi nhập chánh định, ở trong vị trần từ định xuất, khắp được tất cả vị vô thượng, chư thiên loài người chẳng biết được. Bồ Tát ở trong căn lưỡi nhập chánh định, lại có thể ở trong vị trần từ định xuất, khắp được tất cả diệu vị vô thượng, hết thảy chư thiên và loài người đều không thể biết được. Ở trong vị trần nhập chánh định, nơi lưỡi xuất định tâm chẳng loạn, nói lưỡi không sinh chẳng có diệt, tánh không vắng lặng chẳng tác dụng. Ở trong vị trần nhập chánh định, ở trong căn lưỡi xuất chánh định, mà tâm chẳng tạp loạn vẫn ở trong định, nói cắn lưỡi vốn chẳng chỗ sinh, cũng chẳng có khởi diệt, vì tánh không vắng lặng cho nên chẳng có tác dụng. Ở trong căn thân nhập chánh định, ở trong xúc trần từ định xuất, khéo hay phân biệt tất cả xúc, chư thiên loài người chẳng biết được. Bồ Tát có thể ở trong căn thân nhập chánh định, lại có thể ở trong xúc trần từ định xuất, khéo hay phân biệt tất cả xúc tánh, hết thảy chư thiên và người đời đều không thể biết được. Ở trong xúc trần nhập chánh định, nơi thân xuất định tâm chẳng loạn, nói thân không sinh chẳng có diệt, tánh không vắng lặng chẳng tác dụng. Ở trong xúc trần nhập chánh định, ở trong căn thân xuất chánh định, mà tâm chẳng tạp loạn vẫn ở trong định, nói thân vốn chẳng chỗ sinh, cũng chẳng khởi diệt, vì tánh không vắng lặng cho nên chẳng có tác dụng. Ở trong căn ý nhập chánh định, ở trong pháp trần từ định xuất, phân biệt tất cả các pháp tướng, chư thiên loài người chẳng biết được. Bồ Tát có thể ở trong căn ý nhập chánh định, lại có thể ở trong pháp trần từ định xuất, hay phân biệt tất cả các pháp tướng, hết thảy chư thiên và người đời đều không thể biết được. Ở trong pháp trần nhập chánh định, từ ý xuất định tâm chẳng loạn, nói ý không sinh chẳng có diệt, tánh không vắng lặng chẳng tác dụng. Ở trong pháp trần nhập chánh định, từ căn ý xuất chánh định, mà tâm chẳng tạp loạn vẫn ở trong định, nói căn ý vốn chẳng chỗ sinh,
cũng chẳng có khởi diệt vì tánh không vắng lặng, cho nên chẳng có tác dụng. Ở trên là về các căn và các trần chẳng có chướng ngại, viên dung với nhau. Và tam muội chánh định, y báo vô ngại, chánh báo vô ngại, cảnh giới y chánh hai báo cùng nhau vô ngại. Trong thân đồng tử nhập chánh định, trong thân tráng niên tử định xuất, trong thân tráng niên nhập chánh định, trong thân lão niên tử định xuất. Bồ Tát có thể ở khắp mọi nơi nhập chánh định, tất cả thời nhập chánh định, tất cả cảnh giới nhập chánh định. Đây là cảnh giới đó đây vô ngại, viên dung với nhau. Do đó, một nhập, tất cả nhập, tất cả nhập, một nhập. Ở thân đồng nam hoặc ở thân đồng nữ nhập chánh định, thì ở trong thân tráng niên tử định xuất, ở trong thân tráng niên nhập chánh định, thì ở trong thân lão niên tử định xuất. Đây là cảnh giới đó đây vô ngại, ta người vô ngại, y chánh vô ngại. Trong thân lão niên nhập chánh định, trong thân thiện nữ tử định xuất, trong thân thiện nữ nhập chánh định, trong thân thiện nam tử định xuất. Bồ Tát ở trong thân lão niên nhập chánh định, thì ở trong thân thiện nữ tử định xuất, ở trong thân thiện nữ nhập chánh định, thì ở trong thân thiện nam tử định xuất. Trong thân thiện nam nhập chánh định, thân tỳ kheo ni tử định xuất, thân tỳ kheo ni nhập chánh định, trong thân tỳ kheo tử định xuất. Bồ Tát ở trong thân thiện nam nhập chánh định, thì ở trong thân tỳ kheo ni tử định xuất, ở trong thân tỳ kheo ni nhập chánh định, thì ở trong thân tỳ kheo tử định xuất. Trong thân tỳ kheo nhập chánh định, thân học vô học tử định xuất, thân học vô học nhập chánh định, thân bích chi Phật tử định xuất. Bồ Tát ở thân tỳ kheo nhập chánh định, rồi ở trong thân hữu học vô học tử định xuất, ở trong thân hữu học vô học nhập chánh định, rồi ở trong thân bích chi Phật tử định xuất. A la hán phân làm bốn quả vị: sơ quả a la hán gọi là kiến đạo vị, nhị và tam quả a la hán gọi là chứng đạo vị, ở trên là hữu học vị, tứ quả a la hán là vô học vị. Hữu học vị tức là còn có chỗ học, có chỗ tu. Vô học vị tức là chẳng còn chỗ học, chẳng còn chỗ tu. Lúc đó những gì cần làm đã xong, chẳng còn thọ thân sau nữa. Bích chi Phật dịch là duyên giác. Có Phật ở đời mà ngộ đạo thì gọi là duyên giác, vì tu pháp 12 nhân duyên mà giác ngộ. Bậc ngộ đạo lúc không có Phật ở đời gọi là độc giác, vì tự tu hành ở trong rừng sâu núi thẳm. Xuân quán trầm hoa nở, thu quán lá vàng rơi, quán sát sự sinh diệt, tất cả đều vô thường mà giác ngộ. Thần bích chi Phật nhập chánh định, hiện thân Như Lai tử định xuất. Nơi thân Như Lai nhập chánh định, trong thân chư thiên tử định xuất. Bồ Tát ở trong thân bích chi Phật nhập chánh định, hiện ra thân Như Lai tử định xuất. Ở trong thân Phật nhập chánh định, ở trong thân chư thiên tử định xuất. Cảnh giới này chẳng phải chư thiên và phàm phu biết được. Trong thân chư thiên nhập chánh định, trong thân Đại Long tử định xuất. Trong thân Đại Long nhập chánh định, trong thân Dạ Xoa tử định xuất. Bồ Tát ở trong thân chư thiên nhập chánh định, ở trong thân Đại Long tử định xuất, ở trong thân Đại Long nhập chánh định, ở trong thân Dạ Xoa tử định xuất. Trời rồng và Dạ Xoa cùng nhau vô ngại, viên dung với nhau. Cảnh giới này vi diệu không thể nghĩ bàn. Trong thân Dạ Xoa nhập chánh định, trong thân quỷ thần tử định xuất, trong thân quỷ thần nhập chánh định, trong một lỗ lông tử định xuất. Bồ Tát ở trong thân Dạ Xoa nhập chánh định, ở trong thân quỷ thần tử định xuất, ở trong thân quỷ thần nhập chánh định, ở trong một lỗ chân lông tử định xuất. Trong một lỗ lông nhập chánh định, tất cả lỗ lông tử định xuất, tất cả lỗ lông nhập chánh định, nơi đầu sợi lông tử định xuất. Bồ Tát ở trong một lỗ chân lông nhập chánh định, rồi có thể ở trong tất cả lỗ lông tử định xuất. Trong tất cả lỗ lông nhập chánh định, có thể ở nơi đầu một sợi lông tử định xuất. Đây là cảnh giới nơi đầu sợi lông hiện cõi Bảo Vương, ngồi trong hạt bụi chuyển bánh xe pháp. Nơi đầu sợi lông nhập chánh định, trong một hạt bụi tử định xuất. Trong một hạt bụi nhập chánh định, trong tất cả bụi tử định xuất. Bồ Tát nơi đầu một sợi lông nhập chánh định, ở trong một hạt bụi tử định xuất. Ở trong một hạt bụi nhập chánh định, ở trong tất cả hạt bụi tử định xuất. Đây là cảnh giới y chánh hai báo vô ngại. Đầu sợi lông là chánh báo, một hạt bụi là y báo. Trong tất cả bụi nhập chánh định, trong kim cang địa tử định xuất. Trong kim cang địa nhập chánh định, trên cây mani tử định xuất. Bồ Tát ở trong tất cả hạt bụi nhập chánh định, ở trong kim cang địa tử định xuất. Ở trong kim cang địa nhập chánh định,
trên cây mani báu tự định xuất. Trên cây mani nhập chánh định, trong quang minh Phật tự định xuất, trong quang minh Phật nhập chánh định, ở trong sông biển tự định xuất. Bồ Tát ở trên cây mani báu nhập chánh định, ở trong quang minh Phật tự định xuất, ở trong quang minh Phật nhập chánh định, ở trong sông biển tự định xuất. Ở trong sông biển nhập chánh định, ở trong hỏa đại tự định xuất, ở trong hỏa đại nhập chánh định, nơi gió xuất định tâm chẳng động. Bồ Tát ở trong sông biển nhập chánh định, ở trong hỏa đại tự định xuất, ở trong hỏa đại nhập chánh định, ở trong phong đại xuất chánh định mà tâm chẳng tạp loạn, như như bất động, liễu liễu thường minh. Ở trong phong đại nhập chánh định, ở trong địa đại tự định xuất, ở trong địa đại nhập chánh định, nơi cung điện trời tự định xuất. Bồ Tát ở trong phong đại nhập chánh định, ở trong địa đại tự định xuất, ở trong địa đại nhập chánh định, ở cung điện trời tự định xuất. Nơi cung điện trời nhập chánh định, nơi không xuất định tâm chẳng loạn. Bồ Tát ở trong cung điện trời nhập chánh định, ở trong không xuất chánh định mà tâm chẳng tạp loạn, đó đều là cảnh giới y chánh hai báo cùng nhau vô ngại. Đó gọi bậc vô lượng công đức, tam muội tự tại khó nghĩ bàn, mười phương tất cả các Như Lai trong vô lượng kiếp nói không hết, đó đều là tam muội làm vô lượng công đức mà thành tựu. Những tam muội đó đều tự tại vô ngại, cảnh giới không thể nghĩ bàn. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều cùng nhau diễn nói pháp này, trong vô lượng kiếp cũng nói không hết được. Tất cả Như Lai đều cùng nói nghiệp báo chúng sinh không nghĩ bàn, các dòng biến hóa Phật tự tại thần lực Bồ Tát cũng khó nghĩ. Mười phương tất cả chư Phật đều nói pháp này, nhân quả nghiệp báo của chúng sinh không thể nghĩ bàn. Biến hóa của các dòng có sức tự tại thần thông của Phật, sức thần thông của Bồ Tát cũng là không thể nghĩ bàn. Dòng có sức thần thông có thể biến hóa thân lớn đầy khắp hư không, có thể biến hóa thân nhỏ như một hạt bụi, lúc hiện lúc ẩn biến hóa vô cùng. Dòng ở tại nhân địa thì tu hành thừa cấp giới hoãn, rất cấp thiết tu pháp đại thừa, rất tinh tấn để cầu được thần thông, song chẳng chú trọng về giới luật, chẳng nhận chân giữ gìn giới luật, cho nên đoạn làm súc sinh, làm thân dòng. Muốn dùng ví dụ để hiển bày, nhưng không có dụ để dụ này, song bậc trí huệ thông đạt được, do ví dụ nên hiểu nghĩa này. Hai thứ thần lực này, muốn dùng ví dụ để hiển bày cho rõ ràng, nhưng chẳng có ví dụ nào để ví dụ cảnh giới thần thông biến hóa này. Song người có trí huệ sẽ thông đạt, vì dùng ví dụ cho nên thấu rõ được nghĩa lý này. Thành phần tâm trụ 8 giải thoát, hết thảy biến hiện đều tự tại, hay dùng một thân hiện nhiều thân, lại dùng nhiều thân làm một thân. Thành phần chấp vào 8 giải thoát, tức là giải thoát khỏi sự ràng buộc của 8 thứ thiền định, hết thảy biến hóa thị hiện cũng rất tự tại, hay dùng một thân mà hiện ra nhiều thân, lại từ nhiều thân biến làm một thân, ngàn biến vạn hóa không thể hết được, cảnh giới này không thể nghĩ bàn. 8 giải thoát là: 1. Trong có sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát. 2. Trong không sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát. 3. Tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ. 4. Không vô biên xứ giải thoát. 5. Thức vô biên xứ giải thoát. 6. Vô sở hữu xứ giải thoát. 7. Phi tưởng phi tưởng xứ giải thoát. 8. Diệt thọ tưởng định thân tác chứng cụ túc trụ. Ở trong hư không nhập hỏa định, đi đứng nằm ngồi trong hư không, trên thân ra nước dưới thân lửa, trên thân ra lửa dưới thân nước. A-la-hán ở trong hư không có thể nhập hỏa định, đi đứng nằm ngồi đều ở trong hư không hiện ra 18 biến, trên thân ra nước dưới thân ra lửa, hoặc trên thân ra lửa dưới thân ra nước, sự biến hóa này không thể nghĩ bàn. Như vậy đều ở trong một niệm, đủ thứ tự tại vô biên lượng, họ chẳng đầy đủ đại từ bi, chẳng vì chúng sinh cầu Phật đạo. Giống như 18 biến thần thông, ở trong một niệm đều có thể hiện ra, mà có đủ thứ tự tại thần thông lực, nhiều vô lượng vô biên. Vì A-la-hán chẳng đầy đủ tâm đại từ bi, họ là tự liễu hán, chỉ biết vì mình cầu giải thoát, mà chẳng vì chúng sinh nói pháp cầu Phật đạo. Còn hiện được việc khó nghĩ đó, huống đại nhiêu ích tự tại lực. A-la-hán còn có thể hiện ra cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế. Hà huống là Bồ-Tát phát tâm Đại Bồ-Đề để lợi ích cho tất cả chúng sinh,
càng có đại tự tại thần thông lực càng không thể nghĩ bàn. Ví như trời trăng trên hư không, hình bóng khắp hết thảy mười phương, trong nước suối hồ ao đầm chậu, các báu sông biển thảy đều hiện. Bồ Tát thời khắc phát tâm đại bi, lợi ích chúng sinh giống như mặt trời mặt trăng trong hư không, hình bóng của nó khắp hết thảy trong mười phương thế giới. Phàm là nơi có nước suối, đầm ao hồ chậu, hoặc trong các báu, hoặc ở trong sông biển đều hiện ra hình bóng mặt trời mặt trăng. Do đó có câu, ngàn đầm có nước, ngàn đầm có mặt trăng, vạn dặm không mây, vạn dặm trời xanh. Nói tóm lại, chỗ nào có nước thì hiện ra hình bóng mặt trời mặt trăng, chẳng có nơi nào mà chẳng hiện. Nếu tâm của chúng ta thanh tịnh thì hình bóng Phật Bồ Tát cũng sẽ hiện ra. Sắc tượng Bồ Tát cũng như thế, khắp hiện mười phương không nghĩ bàn. Đó đều tam muội pháp tự tại, chỉ có Như Lai chứng biết được. Sắc tượng của Bồ Tát giống như hình bóng mặt trời mặt trăng trong mười phương thế giới, khắp hiện ra cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đó tức là pháp tác muội tự tại của Bồ Tát đắc được. Chư thiền và phàm phu không thể thấu rõ cảnh giới này, chỉ có Phật mới chứng biết rõ cảnh giới này. Như trong nước sạch, hình bốn binh hết thảy khác nhau chẳng xen tạp, kiếm kích cung tên rất nhiều loại, mão giáp xe cộ chẳng phải một. Giống như trong nước sạch, hiện hiện ra voi ngựa xe binh hình bóng của bốn thứ. Tuy nhiên mỗi thứ có hình bóng khác nhau, song rõ ràng chẳng có xen tạp. Bốn thứ binh đó có tay cầm kiếm báu, có tay cầm kích, có tay cầm cung tên, có tay cầm mâu thuẫn, nhiều thứ nhiều loại chẳng giống nhau. Có thân mặc giáp, đầu đội mão, đó là bảo vệ thân thể. Có người đứng ở trên chiến xa, một xe có bốn binh lính, mặt hướng về bốn phương để nghênh địch. Ở xa thì dùng tên bắn, gần thì dùng kiếm đâm. Trong bài điếu cổ chiến trường có nói: bạch nhận giao hề bảo đao trảm, lưỡng quân xúc hề sinh tử quyết. Đó là hình dung sự tàn khốc của chiến tranh. Tùy theo hết thảy tướng khác nhau, thảy đều hiện ra ở trong nước, mà nước vốn chẳng có phân biệt, tam muội Bồ Tát cũng như vậy. Bốn thứ hình binh, tùy theo hết thảy các hình tướng mà có sự khác nhau, thảy đều hiện ra ở trong nước, song bổn thể của nước chẳng có phân biệt, vì nước là vô tâm, cho nên chẳng phân biệt đây là binh voi, kia là binh ngựa, vân vân, tam muội của Bồ Tát hiện, cũng cùng đạo lý ấy. Trong biển có thần tên Thiện Âm, tiếng đó thuận chúng sinh trong biển, hết thảy lời nói đều hiểu rõ, khiến cho tất cả đều vui mừng. Trong biển có vị thần biển tên là Thiện Âm, âm thanh của vị thần đó khắp tùy thuận tất cả chúng sinh ở trong biển. Chúng sinh trong biển rất nhiều loại, hết thảy lời nói vị thần đó đều thấu hiểu rõ ràng ý của họ, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ vui mừng. Thần đó có đủ tham sân si, mà còn khéo hiểu tất cả tiếng, hà huống tổng trì tự tại lực, sao không thể khiến chúng hoan hỷ. Vị thần biển đó chưa đoạn sạch tâm tham sân si, mà còn hiểu rõ tất cả tiếng nói và lời lẽ, hà huống là Bồ Tát có sức thần thông tổng trì tự tại, sao không thể khiến cho tất cả chúng sinh sanh tâm hoan hỷ. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, nơi nơi đều khiến cho chúng sinh hoan hỷ. Có một phụ nữ tên Biện Tài, cha mẹ cầu trời mà sinh nàng. Nếu ai lìa ác thích chân thật, nhập vào thân nàng sinh diệu biện. Có một phụ nữ tên là Biện Tài, cô ta khéo về biện luận, có thiên tài biện tài vô ngại, thao thao bất tuyệt. Chẳng những cô ta khéo về biện luận mà cũng giáo hóa cho kẻ khác, cũng được biện tài vô ngại. Cha mẹ của cô ta khẩn cầu Phạm Thiên mà sinh ra cô ta. Nếu như có ai nghĩ muốn lìa khỏi ba đường ác, hoan hỷ ưa thích pháp chân thật, hướng về cô ta học theo, thì nhất định sẽ sinh ra biện tài vi diệu, tức cũng là khiến cho người ngu si sẽ sinh ra trí huệ. Đó tức là nói pháp lợi sinh, khiến cho chúng sinh được lợi ích. Nàng có tham dục sân hận si, còn cho người theo được biện tài, hạ huống Bồ Tát đủ trí huệ, sao không thể cho chúng lợi ích. Phụ nữ biện tài đó, cô ta là người phàm phu bình thường, chứ chẳng phải là thánh nhân, vốn chưa đoạn trừ tham dục sân hận và ngu si. Cô ta còn tâm niệm tham dục, tâm hận người lửa vô minh, song cô ta có bản lãnh biện tài vô ngại. Ai theo học hạnh cô ta hoặc gần gũi cô ta thì người đó sẽ được cô ta truyền thọ pháp biện tài vô ngại. Hà huống là Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, tất cả đều lợi ích chúng sinh.
Bồ Tát đã đoạn trừ tham sân si, lại đầy đủ đại trí huệ, đại bi tâm, sao không thể ban cho chúng sinh lợi ích? Bồ Tát nhất định sẽ ban cho chúng sinh lợi ích. Bồ Tát là vì người chẳng vì mình, tất cả đều nghĩ về chúng sinh, chẳng có chút xí đồ. Ví như huyễn sư biết pháp huyễn, hay hiện đủ thứ vô lượng sự, chốc lát hiện làm ngày tháng năm, thành ấp phong phú đại an lạc. Ví như nhà ma thuật, ông ta khéo biết pháp ma thuật, tuy nhiên hư vọng không thật, song một số người thấy sẽ tin cho là thật. Nhà ma thuật đó hay biến hóa ra đủ thứ sự vật không thể kỹ bàn, có thể khiến cho trong một sát na biến thành thời gian dài. Ví như ông ta dùng thuật thôi miên khiến cho bạn ngủ khoảng 1-2 giây đồng hồ, mà bạn cảm thấy như đã trôi qua mấy mươi năm, giống như trong giấc mộng phát tài, giàu có bốn biển, đắc được đại an lạc. Huyễn sư có đủ tham sân si, còn huyễn hóa được vui thế gian, huống chi sức thiền định giải thoát, sao không thể khiến chúng hoan hỉ? Vị huyễn thuật đó là phàm phu, còn tham sân si ba độc, song ông ta còn có thể dùng sức huyễn thuật để khiến cho người thế gian sinh tâm hoan hỉ. Hà huống là Bồ Tát, lại có sức thiền định giải thoát, sao không thể khiến cho chúng sinh sanh tâm hoan hỉ? Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, nơi nơi đều vì lợi ích chúng sinh, thì nhất định sẽ khiến cho chúng sinh được hoan hỉ. Khi trời Atula đánh nhau, Tula bị bại, bỏ chạy trốn, binh khí xe cộ và quân lính cùng nhau trốn mất không thấy được. Atula có bốn thứ sinh, hóa sinh là Atula trên trời, thai sinh là Atula ở nhân gian, noãn sinh là Atula súc sinh, thấp sinh là Atula ngạ quỷ. Atula có khi thuộc về ba đường lành, trời người Atula, có khi thuộc về bốn đường ác, Atula súc sinh ngạ quỷ địa ngục. Trong sáu nẻo thì nơi nào cũng có Atula. Atula là gì? Nói một cách ngắn gọn, phàm là kẻ ưa đấu tranh tức là Atula, giống như quan binh trong quân đội luôn luôn đấu tranh, đó là thiên tánh Atula. Giống như bọn thổ phỉ trong bọn cướp dùng bạo lực đi chiếm đoạt của cải người khác, đó là ác tánh Atula. Atula trên trời thường đánh nhau với trời Đế Thích. Tại sao? Vì ma Atula muốn thống lãnh chư thiên, trời Đao Lợi, cho nên muốn lật đổ trời Đế Thích để làm thiên chúa. Dòng đa số đều thất bại bỏ chạy. Atula đem hết thảy binh khí như xe cộ quân lính cùng nhau ẩn trốn, chẳng để lại dấu tích, khiến cho Đế Thích chẳng cách chi tìm được. Tula có tham dục sân si, còn biến hóa được không nghĩ bàn, huống bậc trụ thần thông vô úy, sao lại không thể hiện tự tại. Atula trên trời còn có tâm tham sân si, chưa hoàn toàn đoạn trừ, tuy sinh lên trên trời vẫn còn có tâm đấu tranh, chúng còn có thể biến hóa ra cảnh giới không thể nghĩ bàn. Hà huống là Bồ Tát trụ tại thần thông pháp vô sở úy, sao lại không thể hiện ra tự tại thần thông? Bồ Tát chắc chắn sẽ hiện ra tự tại thần thông diệu dụng. Thích Đề Hoàn Nhân có voi chúa, lúc nó biết thiên chủ muốn đi, tự hóa làm 32 đầu, mỗi đầu 6 ngà đều đầy đủ. Thích Đề Hoàn Nhân tức là Đế Thích. Đế Thích có con voi chúa, tuy nó là voi nhưng có thần thông, biết được Thích Đề Hoàn Nhân muốn đi, thì lúc đó nó tự động đi đến trước mặt và biến hóa ra 32 cái đầu, mỗi cái đầu có đủ 36 cái ngà. Trên mỗi ngà có 7 ao nước, mỗi ao đầy nước thơm trong sạch, trong mỗi ao nước thơm trong sạch có 7 hoa sen nghiêm sức đẹp. Trên mỗi ngà đầu con voi đều có 7 ao nước, nước đó trong sạch thơm tho, sâu và đầy. Trong mỗi ao nước trong sạch đều có 7 đóa hoa sen báu để trang nghiêm ao báu đó. Trên mỗi hoa sen nghiêm sức đó đều có 7 ngọc nữ cõi trời, khéo nghề đờn ca tấu âm nhạc, thể đều vui chơi với Đế Thích. Trên mỗi hoa sen nghiêm sức trong ao đều có 7 ngọc nữ cõi trời ở trên hoa sen biểu diễn hòa tấu đủ thứ âm nhạc hoặc đờn ca cùng vui chơi với trời Đế Thích, khiến cho Đế Thích sinh tâm hoan hỉ. Voi đó hoặc lại bỏ hình cũ, tự hóa ra thân như chư thiên, oai nghi đi đứng đều chỉnh tề, nó có thần thông biến như vậy. Voi chúa đó hoặc lại bỏ hình tướng cũ, tự hóa ra thân hình giống như chư thiên, oai nghi đi đứng đều chỉnh tề như chư thiên, nó có sức thần thông biến hóa như thế. Voi có tham dục sân hận si, còn hiện được thần thông như vậy, hà huống bậc đủ trí phương tiện mà trong các định chẳng tự tại. Voi chúa đó còn có tham dục sân hận si mê,
mà còn có thể hiện ra thần thông biến hóa như thế. Hà huống là Bồ Tát đầy đủ trí phương tiện, sao lại ở trong định chẳng tự tại ư? Nhất định sẽ đắc được tam muội du hí, tất cả đều ở trong tự tại. Như Atula biến hóa thân, chân đứng trong biển kim cang tế, nước biển sâu thẳm đến nửa thân, đầu cao ngang bằng núi Tu Di. Atula cũng có thần thông, biến hóa ra thân thể, chân đứng ở trong biển kim cang tế. Nước biển tuy sâu, nhưng chỉ ngập đến nửa thân, còn đầu thì ngang bằng núi Tu Di. Tu La có tham dục sân si, còn hiện được đại thần thông đó, huống phục ma oán chiếu thế đăng, chẳng có tự tại oai thần lực. Atula chưa hoàn toàn phá trừ tham sân si, lại có tâm dâm dục quá nặng, vì thuở xưa tu pháp đại thừa cho nên có đại thần thông, hà huống là bậc Bồ Tát hay hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo, lại hay tiêu trừ tất cả oán địch, trở thành đèn sáng chiếu soi thế gian, khiến cho thế giới đen tối hiện ra ánh sáng, lại chẳng có tự tại đại oai thần lực chăng? Nhất định các ngài sẽ có đại oai thần lực đó. Lúc trời Atula đánh nhau, thần lực đế thích không nghĩ bàn, tùy số quân lính Atula hiện thân đồng số để đánh nhau. Khi đế thích và Atula đánh nhau thì sức thần thông của trời đế thích không thể nghĩ bàn, tùy theo số lượng quân lính của Atula bao nhiêu thì ông ta sẽ hiện ra bấy nhiêu để đánh với quân Atula, cuối cùng sẽ đánh bại Atula và Atula bỏ chạy. Tại sao Atula thường đánh nhau với trời đế thích? Vì thuở xưa trời đế thích nghĩ muốn phản đối họ hoàn toàn tiêu diệt, cho nên thường đánh nhau với người. Do nhân duyên đó mà có Atula đến gây phiền phức ông ta, đến đánh ông ta. Thuở xưa ông ta tu đủ thứ công đức cho nên có thần thông. Ông ta hiểu rằng oán kiều nên giải không nên kết, là chân đế của hòa bình. Do đó ông ta kết hôn với con gái của vua Atula, như vậy sẽ hóa can qua thành ngọc lụa. Các Atula nghĩ như vậy, thích để hoàn nhân đến đánh ta, ta sẽ bắt ta trói tay chân, do đó họ đều sinh lo sợ. Có rất nhiều Atula sinh ra ý niệm như vậy, thích để hoàn nhân đến để đánh ta thì nhất định phải dũng mãnh tác chiến, nếu đánh bại thì thích để hoàn nhân tất sẽ bắt ta trói lại, do đó Atula đều sinh tâm lo âu sợ hãi. Đế thích hiện thân có ngàn mắt, tay cầm kim cang tuôn lửa ngọn, mặc giáp cầm gậy rất oai nghiêm, Atula xa thấy đều bỏ chạy. Khi trời đế thích và Atula đánh nhau, thì trời đế thích hiện ra thân hình ngàn mắt, tay cầm chùy báu kim cang, chùy báu phóng ra lửa ngọn, thân mặc áo giáp, đầu đội mũ sắt, tay cầm gậy rất là uy nghi. Binh lính Atula một khi thấy trời đế thích uy nghi như thế, thì sinh tâm sợ hãi liền bỏ chạy trốn mà bị hàng phục. Đế thích nhờ chút phước đức nhỏ, còn phá tan được oán địch lớn, hà huống bậc cứu độ tất cả, đầy đủ công đức chẳng tự tại. Phước đức của thích đề hoàn nhân rất nhỏ, song cũng phá tan được đại quân địch Atula xâm phạm. Hà huống là Bồ Tát hay cứu độ tất cả chúng sinh, đã đầy đủ viên mãn hết thảy công đức, sao lại không đắc được tự tại tam muội? Công đức của Bồ Tát vĩ đại nhất, nhất định sẽ được đại tự tại. Trên trời đao lợi có chống trời, do nghiệp báo trời mà sinh ra. Khi biết các chúng trời phóng giật, trong không tự nhiên vang tiếng rằng. Trời đao lợi dịch là trời 33, hướng đông có 8 trời, hướng nam có 8 trời, hướng tây có 8 trời, hướng bắc có 8 trời, chính giữa có 1 trời, hợp lại là 33 trời. Trong 33 trời đó, có cái chống trời không có hình tướng, chỉ nghe tiếng của nó mà chẳng thấy hình. Đó là nghiệp báo của người trời chưa cảm ra mới sinh ra cái chống trời đó. Người trời thường ở trong thiền định, luôn luôn yên tĩnh chẳng có tạp niệm. Nếu khi nào phóng giật thì chống trời chẳng đánh mà kêu, từ trên không tự nhiên vang ra tiếng cảnh cáo nói, người tu hành không thể có vọng tưởng. Tất cả năm dục đều vô thường, như bọt nước tự tánh như ngụy. Các cõi như mộng như ánh nắng, cũng như mây trôi trăng trong nước. Tất cả tiền tài sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon ngủ nhiều, năm dục này đều là vô thường, giống như bọt nước tích tụ lại, đều là hư ngụy chẳng thật, vốn chẳng có thật thể. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, lại giống như ánh nắng, cũng giống như mây trôi trong hư không, lại giống như mặt trăng trong nước, đều là hư vọng không thể tham luyến. Phóng dật là oán, là khổ não, là đường sinh tử chẳng mát mẻ. Nếu ai làm các hạnh phóng dật, đi vào miệng cá lớn sinh tử. Phóng dật tức là chẳng giữ quy củ,
Người tu hành đi đứng nằm ngồi bốn đại oai nghi đều phải giữ quy củ. Ví như khi ngồi thiền thì phải ngồi ngay ngắn, nếu ngả về trước, nghiêng về sau đều là phóng dật, không thể nhiếp thân tâm, vọng tưởng trùng trùng cũng là phóng dật. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền nói, hãy nhớ vô thường đừng có phóng dật. Phóng dật tức là oán tập, cũng là gốc khổ não, chẳng phải là đạo tràng cam lồ mát mẻ, cũng chẳng phải tu lối tắt sinh tử. Tóm lại chẳng phải là đạo tràng pháp môn chấm dứt sinh tử. Nếu như có ai làm đủ thứ hành vi phóng dật, thì tương lai sẽ bị cá lớn trong biển nuốt hoặc bị quỷ vô thường bắt đi. Hết thảy các gốc khổ thế gian, tất cả thánh nhân đều nhàm sợ, ngũ dục tánh diệt hoại công đức, ông nên ưa thích pháp chân thật. Từ cái trống trời vang ra âm thanh là dễ nói hết thảy tất cả gốc rễ khổ của thế gian, tức là do năm dục, cũng có thể nói là sắc thanh hương vị xúc mà sinh ra. Cho nên tất cả thánh nhân đều không hoan hỉ vui năm dục mà sinh nhàm chán. Năm dục là tánh diệt hoại công đức, một khi có chút công đức thì bị nó phá hoại. Các vị đại chúng phải chú ý, nên ưa thích pháp chân thật, đừng tham cầu vui năm dục. Trời 33 nghe tiếng đó cùng nhau đi đến diệu pháp đường. Đế Thích vì họ nói diệu pháp đều khiến thuận theo trừ tham ái. Chúng trời 33 nghe được trống trời tự nhiên nói pháp thì mọi người tự động cùng nhau đi đến diệu pháp đường. Đạo tràng của Thích Đề Hoàn Nhân lắng nghe trời Đế Thích diễn nói pháp thâm sâu vi diệu, khiến cho chư thiên đều ý pháp tu hành trừ khử tham ái. Tiếng đó vô hình chẳng thấy được, mà hay lợi ích các thiên chúng, huống tùy tâm thích hiện sắc thân mà không tế độ các quần sinh. Các thiên chúng tuy nghe được tiếng trống trời tự nhiên phát ra, song nhìn chẳng thấy hình tướng cái trống trời. Trống trời còn có thể lợi ích các thiên chúng, hà huống là Bồ Tát hay tùy tâm ưa thích mà hiện ra sắc thân, lẽ nào không thể cứu tế độ thoát các quần sinh ư? Những Bồ Tát hành Bồ Tát đạo đó nhất định sẽ phát tâm đại từ đại bi để phổ độ chúng sinh, rộng cứu chúng sinh tuyệt đối chẳng có vấn đề. Việc làm của Bồ Tát là cứu chúng sinh lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử, khiến cho chúng sinh đắc được thường lạc ngã tịnh, bốn đức niết bàn. Khi trời Atula đánh nhau, nhờ phước đức chư thiên thủ thắng, chống trời vang tiếng bảo chúng trời, các ông không nên có kinh sợ. Atula thường đánh nhau với trời Đế Thích, lúc đánh nhau thì nhờ chư thiên có phước đức thủ thắng, cho nên chống trời tự nhiên bèn vang ra tiếng, bảo các chúng trời rằng, các ông mọi người phải cố gắng đánh, đừng có sinh tâm sợ hãi, các ông nhất định sẽ thắng lợi, Atula nhất định sẽ thua. Chống trời luôn luôn cổ lệ binh trời, tướng trời, khiến cho họ dũng cảm đánh địch mà đắc được sự thắng lợi. Chư thiên nghe được tiếng trống đó, đều hết lo sợ thêm sức lực. Lúc đó Atula tâm khiếp sợ, hết thảy binh tướng đều bỏ chạy. Tất cả các chúng trời nghe được tiếng trống trời vang ra, thì liền giải trừ tâm lo sợ mà tăng thêm sức chiến đấu, dũng khí thêm vạn bội hướng về trước giết địch. Lúc đó binh tướng Atula nghe được tiếng trống trời thì ngược lại sinh tâm sợ hãi, hết thảy binh tướng Atula đều bỏ chạy. Cam lộ diệu định như trống trời, luôn vang tiếng hàng ma vắng lặng, đại bi thương xót cứu tất cả, khóc khiếu chúng sinh diệt phiền não. Bồ Tát tu cam lộ diệu định giống như trống trời, luôn vang ra âm thanh vắng lặng hàng ma. Bồ Tát có tâm đại bi, có tâm thương xót cứu hộ chúng sinh, khắp khiến cho hết thảy chúng sinh hoàn toàn tiêu diệt trừ sạch vô minh phiền não, thân tâm thanh tịnh. Kinh văn ở trên là dạy chúng ta nơi nơi đoạn trừ phiền não, song chúng ta nơi nơi đi tìm phiền não, tương phản lại với nghĩa của kinh, quay lưng lại với đạo mà bỏ chạy càng xa nhà, chẳng biết hồi đầu. Do đó, biển khổ vô biên, hồi đầu là bờ. Khi nào biết quay trở lại thì sẽ trở về cội nguồn, tức cũng là đồng chân nhập đạo, chứng quả giải thoát. Thiên đế khắp ứng các thiên nữ, 92 na do tha thân, khiến họ ai nấy tâm tự bảo, vua trời chỉ vui chơi với ta. Trời Đế Thích khắp ứng sự yêu cầu của các thiên nữ, vui chơi cùng với họ. Có bao nhiêu thiên nữ? Có 92 na do tha thiên nữ. Trời Đế Thích có thần thông, từ một thân mà biến hóa ra 92 na do tha thân, khiến cho những thiền nữ đó ai nấy đều tự nghĩ, trời Đế Thích chỉ vui chơi với mình ta thôi. Như khắp ứng với các thiền nữ trong thiện pháp đường cũng như vậy, hai trong một niệm hiện thần thông đều đến trước họ mà nói pháp. Trời Đế Thích ứng hiện ra 92 na do tha thân,
vui chơi với 92 Nagata thiên nữ, khiến cho họ đều sinh tâm hoan hỉ. Trời đế thích ở tại thiện pháp đường, diễn nói diệu pháp cũng như thế, hay khiến cho tất cả chúng sinh cảm giác chỉ vì họ một người mà nói pháp bèn sinh tâm vui mừng. Trời đế thích trong một niệm hiện ra đại thần thông, biến hóa vô lượng thân, đến ở trước tất cả chư thiên để vì họ nói diệu pháp. Đế thích có đủ tham sân si, hay khiến quyến thuộc đều hoan hỉ, huống bậc phương tiện đại thần thông mà không thể khiến tất cả vui. Trời đế thích còn đầy rẫy tham sân si, song ông ta còn có thể làm cho hết thảy thiên nữ quyến thuộc đều sinh hoan hỉ. Hà huống là Bồ Tát đại phương tiện đại thần thông, sao lại không thể khiến cho tất cả chúng sinh đều vui mừng? Bồ Tát có tâm đại từ bi thì nhất định sẽ khiến cho chúng sinh đắc được sự vui vẻ. Tha hóa tự tại đại thiên vương, ở trong dục giới được tự tại, dùng nghiệp cảm khổ làm rọ lưới, trói buộc tất cả các phàm phu. Tha hóa tự tại thiên vương ở trên đỉnh trời dục giới, tức cũng là tầng trời thứ 6. Ông ta ở trong dục giới đắc được tự tại, song tư tưởng của ông ta chẳng thanh tịnh, có tâm niệm dâm dục. Ông ta lợi dụng chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo để làm rọ lưới, trói buộc tất cả phàm phu ngu si vào trong lưới sinh tử mà chẳng được giải thoát. Ông ta có tham dục sân si, với chúng sinh còn được tự tại, huống bậc được 10 lực tự tại, sao không thể khiến chúng cùng tu? Tha hóa tự tại thiên vương, chẳng những ông ta còn tâm dâm dục mà cũng còn tâm ba độc tham sân si, song ông ta còn có thần thông hay bắt phàm phu bỏ vào trong lưới sinh tử. Hà huống là Bồ Tát đầy đủ 10 thứ lực tự tại, sao không thể khiến cho tất cả chúng sinh cùng tu hành với nhau, nhất định sẽ được. 3000 thế giới vua đại phạm, chỗ ở của tất cả phạm thiên, thể đều hiện thân ngồi trước họ, diễn xướng tiếng phạm âm vi diệu. Vua đại phạm quản lý 3000 đại thiên thế giới, ông ta có thể trong một niệm hiện thân ngồi trước hết thảy chỗ ở của tất cả phạm thiên để diễn xướng tất cả tiếng phạm âm vi diệu không thể nghĩ bàn, vì họ mà truyền bánh xe pháp, giáo hóa họ tinh tấn tu thiền định. Vua phạm vương kia ở thế gian, thiền định thần thông còn như ý, huống bậc tu hành pháp xuất thế, nơi thiền giải thoát chẳng tự tại. Đại phạm thiên vương, ông ta ở trong sắc giới tu hành đạo thanh tịnh, công phu thiền định và thần thông diệu dụng của ông ta còn tại tâm như ý. Hà huống là Bồ Tát tu hành pháp xuất thế, đối với thiền định giải thoát chẳng lẽ không được tự tại, nhất định sẽ được tự tại. Mà hề thủ la trí tự tại, lúc đại hải long vương mưa xuống, đều phân biệt được số giọt mưa, ở trong một niệm đều biết rõ. Mà hề thủ la là vua trời đại tự tại thiên, ông ta ở trên đỉnh trời sắc giới, tức cũng là trời sắc cứu kính. Trí huệ của ông ta rất tự tại, tại tâm như ý, biến hóa vô cùng. Khi đại hải long vương mưa xuống thì bao nhiêu giọt nước mưa chỉ trong một niệm ông ta đều biết rất rõ ràng. Vô lượng ước kiếp siêng tu học, đắc được trí vô thượng bồ đề, sao không thể ở trong một niệm khắp biết tất cả tâm chúng sinh? Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, trong vô lượng kiếp đều sinh tu học tập Phật pháp, đắc được trí huệ vô thượng bồ đề, sao không thể ở trong một niệm khắp biết tất cả tâm chúng sinh? Nghiệp báo chúng sinh không nghĩ bàn, dùng sức gió lớn khỏi thế gian, biển rộng các núi cung điện trời, các báu quang minh vạn loài vật. Vì chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, cho nên ở trong sáu nẻo luân hồi chuyển qua chuyển lại vĩnh viễn không ngừng, nghiệp báo đó không thể nghĩ bàn. Dùng sức gió nghiệp lớn sinh ra tất cả pháp thế gian, có biển rộng lớn, lại có núi to lớn và tất cả cung điện trời, các báu quang minh, vạn loài vật vân vân đều là gió nghiệp tạo thành. Cũng hay nổi mây chút mưa lớn, cũng hay tan diệt các mây khí, cũng hay thành thục các ngũ cốc, cũng hay an lạc các quần sinh. Sức gió nghiệp lớn đó cũng hay nổi lên tất cả các mây lớn, chút xuống các trận mưa lớn, cũng hay tan diệt tất cả mây khí, cũng hay thành thục tất cả ngũ cốc đủ loại, cũng hay dạy tất cả chúng sinh đắc được an lạc phát tâm bồ đề, siêng tu Phật đạo rộng độ chúng sinh. Gió không thể học ba la mật, cũng không học các công đức Phật, mà thành việc không thể nghĩ bàn, hà huống bậc đầy đủ các nguyện. Sức gió nghiệp tuy hay thành tựu vạn sự vạn vật của thế gian, nhưng không thể học tập pháp môn ba la mật, cũng không thể học tập tất cả công đức tu hành của Phật, song nó hay thành tựu những sự vật đó không